xem xong anh mới ngủ. Ok anh. Đó. Cứ nghe đi, theo dõi đi anh ạ. Theo dõi để mình khỏi bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời này. Xin chào bạn Trung Lai nhá. À, ok, cảm ơn anh Kiên Lê. Em sẽ ghim cái số Zalo của em. Số Zalo của em là 0966091622. Em sẽ ghim cái số Zalo này của em vào cái phần cuối màn hình để tiện các quý cô chú anh chị em có thể là muốn tìm hiểu hoặc là kết nối Zalo với em Thu là có sẵn đó rồi. Đấy, em chỉ dùng một số này, trước đây em cũng dùng số 622. Nhưng mà số 22 bây giờ cái máy con gái cầm thì là bây giờ là có mỗi cái số này thôi. À, là 09 à 62 cái số 621 chứ, còn bây giờ là số 622. Em được cái hai cái số điện thoại đều đẹp đấy, ba số cuối rất là dễ nhớ. Số cũ của em là 0972581621 nhưng số này là 0966091622. Đó, anh chị em nhà mình nếu ai mà muốn tìm hiểu cơ hội Unisky và hoặc là muốn kết bạn Zalo với em Thu thì kết bạn số 622 nhé. Ok, cảm ơn anh Kiên Lê đã tag tên những người bạn thân yêu vào livestream của em Thu. À, Facebook của mình bị treo hoài. Vẫn chưa được. Bạn Mái chiến đấu mạnh vào nhé. Chia sẻ mạnh lên nhà mình ơi. Cảm ơn bạn Trung Lai. Bạn Trung Lai ngày nào cũng phát livestream mà dạo này bị Facebook bị gì nhỉ? Bị hạn chế đúng không? Bị treo đúng không? Đó, cho nên là Thu biết là bạn Trung Lai rất là khó chịu về cái việc là ngày nào mình cũng lên live giúp cộng đồng mà khi bây giờ có cái gì ạ? Có cái trang Facebook để mình giao lưu chia sẻ với cộng đồng mà bây giờ lại bị treo như vậy thì rất là khó chịu. Thì bạn livestream trên cái Facebook mới đi. Đấy, bạn livestream lên cái Facebook mới của bạn đi. Đúng không? Rồi một vài hôm nữa là sẽ hết treo là lại like về cái Facebook cũ. Ok đúng không? Cứ like Facebook mới đi, xong khi nào mình vẫn cái khung giờ đó mình lên livestream là các anh chị em là vào là chia sẻ cùng lan tỏa để giúp cộng đồng đúng không? Vâng, em Thu xin chào tất cả các cô, các chú, các anh chị em trong buổi livestream tối ngày hôm nay. Đó. À, hôm qua em Thu đã chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị về những cái sự thành công. Và khi chúng ta muốn có cái sự thành công thì chúng ta phải chịu hoặc là chúng ta phải kiên trì vượt qua những khó khăn và những cái thử thách và những cái khó khăn đó, và chúng ta sẽ diện mạnh hơn. Và chúng ta khi chúng ta vượt qua cái khó khăn nhỏ đó thì chúng ta sẽ có cái những cái khó khăn tiếp theo chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng đúng không ạ? Kể cả lớn chúng ta cũng vượt qua dễ dàng. À, cháu chào chú Minh. Chào Bích Hồng, em chào chị Thu. Ok, xin chào Bích Hồng nhé. Và em cũng gì ạ? Cũng nhờ những anh chị, những cô chú đang xem livestream của em hãy lan tỏa cơ hội Unisky bằng cách gì ạ? Chia sẻ livestream giúp em Thu hoặc là tag tên những người bạn vào livestream của em Thu. Đâu đó em Thu sẽ giúp các bạn, các mối quan hệ của quý cô chú anh chị hiểu ra giá trị và nắm giữ cái cổ phần gốc của tập đoàn Unisky. Đúng không ạ? Và hôm nay em cũng sẽ chia sẻ về một cái tiêu đề mới đúng không ạ? Tiêu đề mới đó là gì ạ? Biết, hiểu, tin và yêu. Đó, thì mỗi chúng ta ai cũng đều phải trải qua những cái đó đúng không ạ? Kể cả em Thu hay bất cứ các cô, các chú hay anh chị em nào khi biết đến cơ hội Unisky đều phải có bốn bước đó đúng không ạ? Ok, em chào chị Tứ à? Cô Tứ chứ nhỉ? À, chào bạn Lương Bộ. À, bạn Trung Lai nói là Việt Nam đang đào tạo gần 2.000 thành viên. Bà con Việt Nam trong và ngoài nước yên tâm, giàu to sẽ đến với người biết chờ đợi. À, cảm ơn bạn Trung Lai. À, bên công ty quỹ họ đang đào tạo để gì? Để những người như bạn Trung Lai hoặc em Thu và các anh chị em khác đã yêu và hiểu giá trị của tập đoàn Unisky để gì ạ? Để có một cái khóa đó cũng rất là đặc biệt để giúp cộng đồng Việt Nam chúng ta trong và ngoài nước biết đến cái công nghệ và được đồng sở hữu công nghệ của tập đoàn Unisky. Bởi vì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa cho nên chúng ta cần phải gì cấp tốc chia sẻ lan tỏa với cộng đồng chúng ta
để nắm giữ cơ hội tuyệt vời này. Nếu như chúng ta mà chần chừ, chúng ta mà không nắm giữ thì đương nhiên các nước bạn họ sẽ nắm giữ hết, đó là điều đương nhiên rồi. Cơ hội thì hiện hữu trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta giữ nó hay nắm nó trong tay hay không là đó là cái duyên của chúng ta, đúng không ạ? Còn cơ hội nó sẽ không đợi chúng ta, chúng ta đi tìm nhưng cơ hội nó sẽ không đợi chúng ta, đúng không ạ? Nguyễn Đình Trần hay Trấn đây, vâng. Em chào chị Nguyễn Trinh, chào các anh chị em nhà mình mới vào nhé. Đấy các anh chị ạ, số của em là 0966091622 thì các anh chị có muốn kết bạn Zalo với em hoặc vào nhóm hoặc là muốn tìm hiểu về tập đoàn Ulisky, về nắm giữ cơ hội để tài trợ vốn vào tập đoàn Ulisky thì các anh chị hãy liên hệ với em theo số 0966091622. Đó là số Zalo của em đấy ạ. Vâng, chào bạn Bùi Xoan, ok bạn. Xin chào anh hay chị đây. Xin chào anh Lê Hiệp, anh hay chú đây. Em dạo này mắt mũi làm sao mà nhìn nó nhòe thế, không phát hiện được ai ta. Và chúng ta sẽ trải qua những bước là gì ạ? Biết, hiểu và tin, sau đó chúng ta yêu. Mà khi đã yêu rồi thì chúng ta là gì ạ? Đã gọi là yêu rồi thì thực sự là chúng ta sẽ không còn cái gì để mà dèm bỉu, hoặc chúng ta có một cái gì để chúng ta không yêu nó, không ghét nó nữa. Tức là chúng ta đã có cái một cái sự đến cái mức độ yêu rồi thì lúc đó chúng ta chỉ cần thì nắm giữ. Và như em Thu bây giờ đang rất là yêu Ulisky và em sẽ lan tỏa cơ hội này giúp cộng đồng, và cộng đồng sẽ yêu Ulisky như em đó. Các anh chị có biết không ạ, ngày nào em cũng phát livestream, trong một tuần nữa là em tròn 3 tháng rồi. Một tuần nữa là em tròn 3 tháng liên tục em phát livestream để giúp cộng đồng biết đến cái cơ hội tuyệt vời này rồi. Tuy nhiên, có những anh chị đang ở ngoài kia nghĩ cái công việc của các anh chị vẫn còn đang tốt, đúng không ạ? Không sao cả. Em các anh chị để ý cũng được, mà các anh chị không để ý em Thu vẫn gì phát livestream. Các anh chị không để ý thì người khác để ý. Các anh chị không nắm giữ thì người khác nắm giữ. Không sao cả, bởi vì chúng ta đến với nhau tất cả là bằng cái duyên. Bằng cái duyên. Cái duyên thì khi chúng ta gì ạ? Biết đến nhưng chúng ta chưa có đủ duyên thì chúng ta cũng không nắm giữ là cái chuyện đương nhiên rồi, đúng không ạ? Ở đây là em cứ lan tỏa, còn ai đủ duyên gọi là tùy duyên ạ. Đấy, theo nhà Phật gọi là tùy duyên. Nếu như cái duyên của các anh chị, các cô chú mà gặp được Ulisky, mà hiểu được Ulisky, đó cũng là gì ạ? Một cái duyên đến với Ulisky, chứ còn không phải là ai nhìn thấy cũng nắm giữ ngay đâu ạ. Ở ngoài kia rất nhiều cô chú anh chị em rất là giỏi, đúng không ạ? Rất là giỏi, công việc của họ bây giờ rất là tốt, nhưng họ không để ý đến Ulisky đâu các anh chị ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ luôn luôn nghĩ là cái công việc của họ rất là tốt, rất là thịnh vượng. Bởi vậy cho nên là những cơ hội ở ngoài kia họ không để ý đến đâu. Và với em Thu là tiêu chí là gì ạ? Được mùa chớ vụ ngô khoai, đến khi thất bát lấy ai bạn cùng. Tiêu chí của em như vậy, và các cổ đông em giúp các cô, các chú, các anh chị em cũng nghĩ như vậy đó. Và chúng ta sẽ không bỏ qua những cơ hội tuyệt vời đến với chúng ta, đúng không ạ? Vâng, em chào tất cả các anh chị em mới vào trong livestream của em nhé. Ok, Hạnh Ngọc. Thì hôm nay cũng như bao hôm khác, em cũng có một cái tiêu đề mới. Và trước khi phần chia sẻ chính, em sẽ tự giới thiệu bản thân em một chút. Ở đây có những cô chú anh chị đã biết đến em Thu rồi đấy. Và có những cô chú anh chị em chưa biết đến em Thu. Và em giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu, em đến từ Hưng Yên. Em hiện tại, em và gia đình em đã là trở thành cổ đông của tập đoàn Ulisky từ năm 2020 đến bây giờ đó. Vẫn tiếp tục gom hàng tháng, trả góp hàng tháng. Những gói phù hợp với cái tài chính của nhà em đó. Và ở đây em thấy các quý cô chú anh chị trong cái live này, những anh chị em mà đã là cổ đông của tập đoàn Ulisky chắc chắn cũng đều như em Thu cả, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã yêu rồi. Yêu rồi, yêu đến mức độ tức là nghiện rồi đó. Không thể gì ạ, không thể từ chối, không thể bỏ qua đấy. Những cái tiết kiệm, những cái gì ạ, đồng vốn nhỏ nhoi của mình, những cái đồng tiền kỷ luật của mình đó, và góp với, tài trợ với tập đoàn Ulisky.
Bởi vì các anh chị đã yêu rồi mà. Biết là cái cơ hội này trong tương lai ấy, sẽ giúp chúng ta rất là lớn. Sẽ giúp chúng ta gì? Tự do tài chính. Mà chúng ta có phải tự do tài chính thì chúng ta mới tự do được mọi thứ, đúng không ạ? Còn nếu chưa tự do tài chính thì chúng ta sẽ chưa thể khẳng định là chúng ta tự do được mọi thứ các anh chị nhé. Bởi vậy hôm nay có cơ hội chúng ta hãy nắm giữ càng nhiều càng tốt. Và càng sớm thì càng tốt. Nếu như các anh chị chần chừ thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ mất cơ hội nắm giữ cổ phần gốc đó. Và hôm nay em cũng là gì ạ, chia sẻ với tất cả các anh chị rằng về cái tiêu đề đó chính là biết, hiểu, tin và yêu đó. Thì em Thu cũng như các anh chị thôi, làm nghề truyền thống đúng không ạ? Chúng ta ai cũng có một cái nghề khác nhau, mỗi người một cái gì nghề để chúng ta sinh nhai cuộc sống trong hàng ngày với gia đình của chúng ta và bản thân chúng ta. Nhưng tuy nhiên chúng ta làm một nghề thì chúng ta sẽ gì ạ, rất là chật vật và nhiều khi nó không may nó xảy ra một cái sự cố gì đó. Đấy, hoặc là ít việc, hoặc là mất việc, hoặc là kinh doanh của chúng ta có thể là thất bại. Thì chúng ta cần phải có một cơ hội khác. Người thành công người ta luôn có gì ạ, nhiều nguồn thu. Nhưng mà người ta khuyên rằng, đúng không ạ, người ta khuyên rằng là gì ạ, chúng ta ít nhất phải có hai nguồn thu nhập, đúng không ạ, hai nguồn thu nhập. Và đây em Thu cũng đã là làm nghề truyền thống như cách tất cả các quý cô chú anh chị. Nhưng khi em biết được cái cơ hội Ulisky, và các anh chị biết không ạ, khi biết đến Ulisky em cũng phải có thời gian tìm hiểu. Và em không có ai chia sẻ nhá, em tự đi tìm Ulisky đấy ạ. Bởi vậy cho nên em mất nhiều thời gian hơn tất cả quý cô chú anh chị đấy ạ. Em rất mất nhiều thời gian, các anh chị có biết không ạ? Thứ nhất là không ai chia sẻ cho em. Và thứ hai, em đã từng đầu tư về sân sàn tài chính chưa thành công. Bởi vậy em lại có cái thời gian em tìm hiểu rất là kỹ, cực kỳ là kỹ. Các anh chị biết ạ, gần 7 tháng em tìm hiểu. Gần 7 tháng em tìm hiểu, sau đó là em chưa tìm được ai tin tưởng để em nắm giữ cái cổ phần của tập đoàn Ulisky. Và sau đó là gì ạ, em bỏ qua vài 3 tháng nữa cơ mà. Sau đó em lại tiếp tục, em lại quay lại, em lại tìm hiểu lại tiếp. Đó. Và trong đây không biết có anh Quang Minh Vũ hay không, cùng ở xã em. Anh Quang Minh Vũ cũng gì ạ, cũng góp vốn tài trợ với tập đoàn Ulisky cùng ngày với em. Đó, ngày 28, tức là hai anh em, cả một anh bên xã bên nữa đi ra Hà Nội, ra cái sự kiện những cổ đông chia sẻ đấy ạ, gặp gỡ các cổ đông. Và sau đó là em biết đây là đúng thực sự là cái gì, cơ hội mình đang tìm bấy lâu nay mà đang tìm hiểu bấy lâu nay. Và đúng hôm đó là gì ạ, em quyết định ạ, em quyết định đầu tư. Nhưng đúng 28 thì bắt đầu mới vào gói. Đó, hôm đó quyết định đầu tư góp vốn tài trợ vào tập đoàn. Nhưng 28 em bắt đầu em mới gì ạ, kích gói. Em nhờ Cao Cường. Đấy, em Cao Cường ở Thanh Hóa đấy ạ. Và các anh chị có biết rằng khi biết đến chúng ta cần phải có thời gian tìm hiểu. Và bây giờ các anh chị đi sau, đúng không ạ? Các anh chị đi sau, có cái thứ nhất là có những người đi trước như chúng em, đúng không ạ? Đi trước như em Thu, đi trước như các anh chị em cổ đông đi trước, thì họ sẽ giúp các anh chị tìm hiểu nhanh hơn, đúng không ạ? Không phải mất thời gian nhiều như em Thu nữa. Và ở đây là gì ạ? Các em đi trước tìm hiểu sâu, tìm hiểu kỹ, tìm hiểu đến mức độ là gì? Tin hẳn rồi, không có một giây phút nào nghi ngờ từ ngày em góp vốn, em tài trợ vào Ulisky. Không có một, chưa từng có một suy nghĩ, một giây phút nào nghi ngờ của tập đoàn Ulisky. Chỉ lúc nào cũng nghĩ rằng gì ạ, làm sao có tiền để mình nắm giữ được nhiều. Đó. Và lúc đầu các anh chị có biết ạ, năm đó em làm nhà. Em làm nhà mà em đã bị rơi rớt lĩnh vực tài chính đầu tiên. Và lúc đó em không có nhiều tiền đâu ạ. Em chỉ nghĩ rằng em chỉ đầu tư được một gói 5.000 đô trả góp trong 10 tháng thôi. Lúc đó đấy ạ, thực sự đấy ạ, chỉ nghĩ là mình sẽ đầu tư vào đây 5.000 đô này, được 500.000 cổ phần. Một đô mình đã có 500.000 đô. Một đô, định giá một đô rồi mình đã có 500.000 đô. Thì 500.000 đô đó sẽ giải quyết cho mình rất nhiều việc, đúng không ạ? Và em càng tìm hiểu sâu và em yêu công nghệ Ulisky, đúng không ạ? Càng yêu công nghệ Ulisky là em càng nắm giữ nhiều cái gì ạ, cổ phần gốc của tập đoàn Ulisky. Đó. Và bây giờ em đã gì ạ, cái con số không phải dừng lại ở cái con số 500.000 cổ phần nữa. Mó nhân rất nhiều lần rồi. Đấy, chục hơn chục lần rồi. Và bây giờ em muốn là gì ạ? Mục tiêu của em đạt 20 triệu cổ phần trong cái giai đoạn 15 này. Nhưng em thấy cái cơ hội Ulisky này nó gần lắm rồi. Và em sửa lại là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Đó, em sẽ đạt 20 triệu cổ phần gốc của tập đoàn Ulisky.
Bởi vì sao ạ? Bởi vì em đặt mục tiêu lớn thì người khác mới có chỗ chen chân. Đó. Và thứ hai là em đặt mục tiêu lớn, sau tới đây Blue Sky thành công em mới làm được nhiều việc hơn, đúng không ạ? Ví dụ em có 5 triệu cổ phần, em có 7 triệu cổ phần hoặc là em có 10 triệu cổ phần, nó sẽ không làm được nhiều việc như là em có 20 triệu cổ phần. Vì vậy em mới cần đặt mục tiêu 20 triệu cổ phần. Bởi vì em đã yêu công nghệ Blue Sky tha thiết rồi, nghiện Blue Sky rồi. Đó. Bởi vậy cho nên em biết là ở cơ hội Blue Sky sẽ giúp được rất rất nhiều người ở cộng đồng chúng ta. Mà bây giờ trong khi đó các quý cô chú anh chị em nhà mình đang loay hoay công việc, đang vất vả, đúng không ạ? Cũng đã như em từng ngày trước, tức là bỏ ra thời gian rất là nhiều, bán sức rất là nhiều, đánh đổi rất là nhiều, đúng không ạ? Mới lấy được những số tiền. Đó. Và các anh chị có cơ hội Blue Sky, các anh chị sẽ nhân được cái số tiền mà các anh chị đã vất vả vì nó. Các anh chị sẽ nhân lên được rất nhiều lần như em Thu đã tìm hiểu, đúng không ạ? Và đây là gì ạ? Và ở đây là khi chúng ta biết đến rồi, chúng ta cần phải có cái sự tìm hiểu. Và chúng ta tìm hiểu như thế nào, đúng không ạ? Tìm hiểu phải thực sự là kỹ để khiến là chúng ta góp vốn tài trợ vào cái dự án này, là chúng ta có sợ bị mất vốn hay không, và chúng ta quyền lợi chúng ta được những gì. Khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta tìm hiểu mọi thứ, đúng không ạ? Tìm hiểu cặn kẽ, tìm hiểu từ A đến Z để khiến cho chúng ta có cái niềm tin. Đó. Sau khi tìm hiểu xong, chúng ta góp vốn tài trợ với tập đoàn, chúng ta lại có một cái niềm tin đủ lớn. Ăn ngon ngủ kỹ, không phải suy nghĩ cái gì cả, đúng không ạ? Như em Thu, như các bạn Trung Nai, như các cô, các chú, anh chị em đi trước, là gì ạ? Tin rồi, yêu rồi, đúng không ạ? Nắm giữ những cổ phần nhất định rồi. Và bây giờ cố gắng là có tí nào là chúng em nắm giữ thêm tí đó. Và cùng cái cơ hội này muốn giúp cộng đồng, muốn lan tỏa đến với cộng đồng là gì ạ? Hãy tìm hiểu và nắm giữ cái cơ hội giá trị tuyệt vời này, đúng không ạ? Nói thực sự ra bây giờ nói là nghìn năm có một. Bởi vì giao thông là gì? Giao thông là huyết mạch của toàn cầu. Nếu không có giao thông thì mọi ngành nghề chúng ta không thể phát triển được, đúng không ạ? Chúng ta tài trợ vào một cái cơ hội và một cái giải pháp lớn của cả toàn cầu, đúng không ạ? Chúng ta đang tài trợ vào một cái giải pháp lớn cả toàn cầu đang cần. Thực sự cả toàn cầu đang cần. Và Blue Sky của chúng ta là gì ạ? Ra đời đúng thời điểm các anh chị ạ. Ok, chị chào Phượng. Bạn Trung Nai nói gì? Chào tất cả anh chị em mới vào sau nhé. Em mãi chia sẻ em không nhìn được ai. Chúng ta thành công lớn rồi nhà mình ạ. Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu. Cảm ơn bạn Trung Nai. Đó, một cái bình luận của bạn Trung Nai rất là tuyệt vời. Tức là tự mình, đúng không ạ? Tự mình biết là có cơ hội để mình gì ạ? Lắm lấy nó, chứ không phải chờ đợi ai. Phải chính bản thân mình đứng trên đôi chân của mình và dùng cái khối óc của mình để làm gì ạ? Để nhận thức, để nhận định đây có đúng là cơ hội của mình hay không, và đây có đúng là cơ hội của tương lai con cái của mình hay không. Và nó tuyệt vời như này các anh chị ạ. Chúng ta đợi kinh doanh truyền thống, chúng ta chỉ như ạ, kể cả em Thu nếu như kinh doanh truyền thống về đồ gỗ mỹ nghệ, bây giờ chồng em Thu vẫn còn đang bán rất là chậm, đúng không ạ? Và nếu như cả đời em Thu đã làm một cái nghề đó đã là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng với nắm giữ cổ phần của tập đoàn Blue Sky, đó là gì ạ? Đầu tư giá trị dài hạn. Chúng ta có thể nhiều đời sau nếu chúng ta giữ được, đúng không ạ? Chúng ta giữ được lâu thì nhiều đời sau con cái chúng ta không phải lo cơm áo gạo tiền. Đó, chúng ta trồng cây cổ thụ một lần thôi là chúng ta gì hưởng nhiều đời của con cái, con cháu chúng ta. Đó, đó là cái khác biệt với cái gì ạ? Với cái nghề truyền thống của chúng ta là như vậy, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta đầu tư tài trợ vào Blue Sky, chúng ta không phải gì ạ? Không, tức là chúng ta là kinh doanh nhưng chúng ta không phải trực tiếp vận hành. Cái điều đó đã là nhẹ cho chúng ta, đã không, chúng ta không phải mất sức khỏe, là chúng ta cũng cái tuổi thọ của chúng ta sống cũng rất là lâu rồi, đúng không ạ? Đó. Cái thứ hai là khi chúng ta góp vốn vào đây, chúng ta có những cái quyền lợi nhất định. Chúng ta có những cái quyền lợi để cho chúng ta là gì ạ? Mà khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta phải tìm hiểu hết cả cái đó nha các anh chị nha.
chúng ta đầu tư vào đây, vào Ulisky, chúng ta tài trợ vốn vào Ulisky là chúng ta không phải vận hành, đã có người vận hành cho chúng ta rồi, chứ không như nghề truyền thống của chúng ta nữa, đúng không ạ? Đó, đó là một cái khác biệt, đã giảm cho chúng ta cái sức lao động rất là lớn rồi. Và thứ hai là giải quyết cho chúng ta cái sự áp lực, đúng không ạ? Cái áp lực, chỉ có điều chúng ta chỉ cần chờ đợi thời gian. Và chờ đợi thời gian chúng ta là chờ đợi trong sự gọi là hạnh phúc, chờ đợi có cơ sở, chứ không phải chờ đợi trong sự hy vọng đâu ạ. Đó. Và khi chúng ta mà đầu tư vào đâu, chúng ta góp vốn vào đâu ấy, mà chờ đợi trong cái sự hy vọng ấy, thì có thể chúng ta sẽ bị thất vọng rất là lớn, đúng không ạ? Có thể chúng ta thất vọng và thất vọng rất là lớn. Nhưng với Ulisky chúng ta chờ đợi có cơ sở, đúng không ạ? Có lộ trình đi hết rồi. Các anh chị có bao giờ tự hỏi là chúng ta làm nghề truyền thống, đúng không ạ? Có bao giờ biết trước được gì ạ? Cái lộ trình đi, biết trước được cái ngày chúng ta sẽ thu được những gì, cái thành tựu lớn chưa ạ? Không có, đúng không ạ? Em Thu đã làm nghề truyền thống rồi, em Thu kinh doanh gần 20 năm, em Thu biết rồi, đúng không ạ? Bán sức rất là nhiều, bán thời gian rất là nhiều, áp lực rất là nhiều, đúng không ạ? Cứ cuối tháng này này, tiền thợ, tiền lãi, tiền gỗ, tiền hàng, tức là đủ các loại, tức là mình làm từ A đến Z luôn. Đó, rất là áp lực các anh chị ạ. Nhưng khi em biết đến cơ hội Ulisky, em nắm giữ được cái cổ phần của Ulisky, mà em cảm thấy thực sự nó nhẹ như bông các anh chị ạ. Bởi vì mình vốn nhỏ cũng vẫn là góp vốn vào đó được, đúng không ạ? Vốn nhỏ mình cũng trở thành những ông chủ bà chủ được, chứ không phải là gì ạ? Chứ không phải phải vốn lớn đâu ạ. Còn các anh chị làm nghề kinh doanh truyền thống, các anh chị phải gì? Mấy chục triệu các anh chị mới bắt đầu, mới làm được một cái nghề nhỏ nhỏ nào đó. Nhưng các anh chị có biết ạ, em làm nghề đồ gỗ mỹ nghệ, mấy chục triệu không thấm vào đâu, vốn mấy chục triệu không thấm vào đâu đâu ạ. Nguyên máy của chúng em đã mấy trăm triệu rồi, cái máy CNC ấy. Đó. Cho nên là gì ạ? Khi em làm gần 20 năm cái nghề truyền thống đó, em mới biết được đến Ulisky này. Và em cảm nhận được gì ạ? Giá như mà Ulisky này biết sớm từ năm 2014 hoặc 15, 16 gì đó, thì em đã giảm được cái sức khỏe, em không phải mất sức khỏe nhiều, và em không phải áp lực nhiều, và cái tuổi thọ của em sẽ ăn gì ạ? Sẽ dài hơn. Thực sự đấy ạ. Đó, đó là khi em hiểu rồi. Còn bây giờ quý cô chú anh chị mới bắt đầu biết, có thể quý cô chú anh chị là chưa hiểu, đúng không ạ? Bởi vì mình đã tìm hiểu đâu mà mình hiểu được, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta mới biết đến thôi, đúng không ạ? Biết đến nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu. Còn biết đến mà chúng ta không tìm hiểu, chúng ta cứ đứng ở ngoài. Ví dụ các anh chị, các cô chú đến nhà em Thu chơi, nhưng các anh chị chỉ đứng ở ngoài cổng, đúng không ạ? Đứng ở ngoài đường cái thôi, đường xã thôi, các anh chị nhìn là cái màu sơn nhà em nó như thế nào thôi, hoặc cái cửa nhà em nó là cửa kính hay nó là cửa cuốn đó, chứ có vào trong nhà đâu mà biết nội thất nhà em bày chỗ nào như thế nào, đúng không ạ? Đó, cơ hội cũng thế các anh chị ạ. Khi tìm hiểu chúng ta cần phải tìm hiểu sâu vào tận bên trong nó là như thế nào, ở Ulisky nó có cái gì mà nhiều người yêu và nghiện nó thế đó. Chúng ta luôn đặt cho mình câu hỏi, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một cái, tức là một cái gọi là cơ hội nào đó để chúng ta vững chắc trong cuộc sống, để còn tương lai, lo cho tương lai con em chúng ta và cha mẹ già, đúng không ạ? Và ở đây là có Ulisky sẽ giúp chúng ta làm được tất cả điều đó. Cảm ơn bạn Trung Nai nhé. Ok, chị cảm ơn Phượng. Cảm ơn tất cả các anh chị em nhà mình. Cháu chào cô Toan Hoàng. Ok, chị chào Hoa. Em chào chị Bằng Lăng Tím. Ngay lúc này đã có hàng triệu người Việt Nam giàu có rồi đây. Hãy trả lời tại sao là tôi chưa có cổ phần UST. Đúng rồi, cảm ơn bạn Trung Nai. Phải đặt câu hỏi đúng không? Phải đặt câu hỏi tại sao. Vâng, cháu chào cô Toan nhé. Đấy, mình luôn luôn đã đặt câu hỏi và đặt câu hỏi đúng. Thì khi chúng ta đặt câu hỏi đúng rồi, chúng ta tìm câu trả lời đúng nữa, thì chúng ta thực sự là chúng ta đã thành công rồi. Chúng ta đã thành công rồi đấy ạ. Ok, chị chào chú Dung Lê nhé, chào em. Cảm ơn Dung Lê đã tắt tên những người bạn vào livestream của chị. Chị chào An nhé. Chị chào Nguyễn An, em chào chị Huyền. Đó, em cứ mãi chia sẻ chị, anh chị em vào live mà em không nhìn thấy. Vâng, em cảm ơn chị Bằng Lăng Tím. Vâng, bây giờ đã là 18 quý cô chú anh chị trong livestream của em Thu rồi.
Đấy, em vẫn nhờ những cánh tay yêu thương của các quý cô chú anh chị là lan tỏa cơ hội Ulisky cùng em Thu. Chúng ta cùng là cổ đông, chúng ta là cổ đông của tập đoàn Ulisky rồi. Chúng ta là gì ạ? Người một nhà trong một gia đình rồi. Chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta hãy chung tay giúp cộng đồng, cũng là giúp bản thân chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã là cổ đông của tập đoàn rồi thì tập đoàn đó là của chúng ta. Chúng ta là nắm giữ một phần nhỏ cái tập đoàn đó rồi thì đương nhiên chúng ta gì? Cần chung tay với ngài chủ tịch đó, giúp tập đoàn chúng ta có thêm vốn, giúp các người dân, người thân, người quen, cộng đồng Việt Nam chúng ta đấy, trong và ngoài nước biết đến cái công nghệ này thì đương nhiên họ có cái cơ hội giàu có, mà tập đoàn cũng có vốn để phát triển. Thì các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Đúng không ạ? Bởi vậy cho nên mà em Thu luôn luôn nghĩ rằng gì ạ? Dành thời gian ít nhất 1 giờ trong một ngày. Và em đã có cái khung giờ 21 giờ 15 phút hàng ngày. Em lên phát live stream trực tiếp. Hàng ngày em phơi cái mặt của em lên live stream như này. Đúng không ạ? Để biết, để đưa cho các anh chị thấy rằng gì ạ? Ở đây có cái cơ hội vô cùng tuyệt vời. Em Thu đang có trong tay cơ hội tuyệt vời. Đó. Nếu như em mẹ phát live stream buổi phát buổi không, có thể các anh chị mới là nghi ngờ, à chắc như thế nào mới không lên live stream đây, đúng không ạ? Nhưng em phát live stream một tuần nữa là tròn 3 tháng rồi các anh chị nhé. Một tuần nữa là tròn 3 tháng rồi. Tròn 3 tháng rồi. Đó. Liên tục đấy ạ. Đúng không ạ? À, hôm em ốm mất mấy buổi. Còn nếu như mà gì ạ, để mà tính là một tuần nữa, đúng không ạ? Và đúng ngày sinh nhật chủ tịch đấy ạ. Đến sinh nhật chủ tịch là hôm đó là tròn là tròn 1 tháng, đúng không ạ? Đến bây giờ là chuẩn bị tròn 3 tháng rồi. Và chúng ta hãy chung tay giúp cộng đồng nắm chặt lấy cái cơ hội của Ulisky này. Đó. Còn ở ngoài kia em không biết có những cái gì, nhưng với bản thân em, cái sự tìm hiểu, cái thời gian em tìm hiểu và nhận thức của em và các anh chị em đi trước là đều gì ạ? Biết được ở Ulisky này là một cơ hội vô cùng giá trị. Thứ nhất, chúng ta ít vốn thôi, nhưng chúng ta cũng tài trợ vào đây, chúng ta cũng trở thành cổ đông của tập đoàn tỷ đô rồi. Tự hào không ạ? Các anh chị có tự hào không ạ? Nếu các anh chị đã là cổ đông của tập đoàn rồi mà các anh chị cảm thấy tự hào thì chúng ta hãy chúc mừng cho chúng ta bằng con số 68 để tự chúc mừng thưởng cho chúng ta là sự ra quyết định, sự lựa chọn đúng của chúng ta. Có thể trước các quý cô chú anh chị làm việc đấy, rất là nỗ lực, đúng không ạ? Nhưng chúng ta chưa có sự tự do tài chính. Và bây giờ chúng ta có cơ hội Ulisky, chúng ta nắm giữ được cái gì ạ? Ulisky là một sự lựa chọn vô cùng giá trị và tuyệt vời. Chúng ta hãy thưởng cho chúng ta bằng một con số 68 lộc phát đấy ạ, để chúng ta gia tăng thêm tài sản, đúng không ạ? Và em Thu cũng mong tất cả các quý cô chú anh chị em có những gì ạ, cái tài sản của Ulisky rồi, chúng ta nâng cái tài sản của chúng ta lên hàng ngày, hàng tháng. Sorry các anh chị nha, chúng ta nâng cái tài sản của chúng ta lên hàng tháng, bởi vì tập đoàn Ulisky của chúng ta cho các cổ đông thanh toán trả góp. Trả góp dù ít hay nhiều tùy theo tài chính của quý cô chú anh chị. Nếu như chúng ta có nhiều vốn, chúng ta góp nhiều, tài trợ nhiều, nhưng chúng ta có ít thì chúng ta tài trợ ít, góp ít. Đó, nó lại tuyệt vời như thế, đúng không ạ? Mà tập đoàn hàng tỷ đô mà có cơ hội vốn rất là nhỏ thì anh chị thấy có tự hào ạ? Rất là tuyệt vời và rất là tự hào về chính bản thân chúng ta đã ra cái quyết định, đúng không ạ? Ra cái sự quyết định thực sự là một sự lựa chọn đúng đắn. Từ xưa các anh chị có thể chọn hàng trăm hàng nghìn lần cái cơ hội khác, nhưng lần này các anh chị chỉ cần chọn Ulisky là các anh chị có sự thành công lớn, cực lớn rồi đấy ạ. Đó. Chị em chào anh Bác, chị chào Kim Thơ. Chúc mừng, ok, chúc mừng chị, chúc mừng tất cả chúng ta. Đúng rồi, chúc mừng tất cả các cổ đông chúng ta. Đó, số 68 là số lộc phát để chúng ta sẽ gia tăng thêm tài sản hàng tháng. Đó, em Thu cũng thế, dù ít vốn hay nhiều vốn, dù tháng này được ít, tháng này đủ gói 500 em Thu góp 500, tháng này đủ 300 em Thu góp 300, chứ không phải quan trọng gì chúng ta phải thật nhiều vốn chúng ta mới trở thành cổ đông của tập đoàn được đâu ạ. Đó, chúng ta ít chúng ta cũng trở thành những ông chủ bà chủ rồi, đúng không ạ?
Đấy, nhỏ thì chúng ta là chủ nhỏ, mà lớn chúng ta sẽ là chủ lớn. Đó, quan trọng chúng ta hiểu ra giá trị ngày hôm nay và chúng ta nắm giữ cái cổ phần của tập đoàn Ulisky, đó là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Ai đã có cổ phần của UFT đều rất vui và tự hào. Vâng, đúng rồi cô ạ. Cảm ơn những con số 68 để các anh chị tự chúc cho bản thân chúng ta. Vâng, em chào anh Bắc. Để làm gì ạ? Để cho cái con số 68 là số con số lộc phát ấy. Đó, lộc phát thì chúng ta sẽ gia tăng thêm tài sản đấy các anh chị ạ. Đó, thì chúng ta là gì ạ? Chúng ta là những cổ đông đi trước, chúng ta sẽ biết được, hiểu được cái giá trị, chúng ta chỉ lan tỏa với những cô chú anh chị em đi sau. Và bây giờ các anh chị thấy ạ, công việc đúng không ạ, truyền thống nó bão hòa, nhiều người bán đúng không ạ, nhưng mà người mua chỉ có như thế thôi. Thì cứ san sát mọc lên như thế thì liệu chúng ta liệu có phát triển mạnh hay không? Và người ta nói rằng chúng ta cứ đi theo số đông thì chúng ta đi theo từ xưa đến nay. Nếu như mà thành công thì chúng ta đã thành công rồi. Chúng ta giàu thì chúng ta đã giàu rồi. Đúng không ạ? Nhưng đúng không ạ? Chúng ta phải nhìn lại là chúng ta làm mấy chục năm rồi mà chúng ta đã có sự thành công hay có sự giàu có hay chưa? Đó, số đông mà, số đông đang làm như thế đấy ạ. Và em Thu đã nghĩ rằng là gì ạ? Khi mình làm những công việc truyền thống mà nó gì ạ? Loãng thị trường rồi, đúng không ạ? Thì lúc đó mình phải dừng lại, mình phải đi tìm một cái mới. Vì thế em Thu mới gặp được Ulisky đấy ạ. Và em Thu lại tiếp tục đón đầu. Đấy, em Thu lại tiếp tục đón đầu. Các cô chú anh chị đã đang tiếp tục bắt đầu gì ạ? Chuyển từ truyền thống sang đón đầu một cơ hội tuyệt vời của Ulisky. Một giải pháp lớn cho cả toàn cầu. Đúng không ạ? Một giải pháp lớn cho cả toàn cầu. Đó. Và khi chúng ta tìm hiểu và hiểu ra giá trị rồi thì em tin chắc tất cả quý cô chú anh chị em ai cũng như em Thu thôi. Đúng không ạ? Bởi vì ai trong chúng ta cũng khao khát có sự giàu có, ai trong chúng ta cũng khao khát có sự thay đổi về cuộc sống cho tương lai của con cháu chúng ta tốt hơn và cha mẹ chúng ta được hưởng những cái tuổi già tốt hơn, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Trong cái điều đó em Thu nghĩ là trong chúng ta ai cũng có, ai cũng ao ước điều đó. Nhưng quan trọng chúng ta có chữ dám để bỏ thời gian ra một vài buổi để chúng ta tìm hiểu hay không. Dám nghĩ, dám làm, đúng không ạ? Làm là hành động đấy ạ. Đó, thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ được hưởng những cái từ cái chữ dám của chúng ta đó. Ngày hôm nay chúng ta dám tìm hiểu. Khi chúng ta hiểu ra thì đương nhiên chúng ta sẽ nắm được cái cơ hội tuyệt vời rồi. Đó là cái kết quả để gì ạ? Trả lại cho chúng ta xứng đáng với cái sự chúng ta dám nghĩ, dám làm được như vậy. Đúng không ạ? Và khi chúng ta tìm hiểu kỹ rồi thì chúng ta mới có đủ cái niềm tin. Đúng không ạ? Và khi đủ cái niềm tin rồi, chúng ta mới ra quyết định chúng ta nên làm gì. Chúng ta nắm giữ 1 triệu cổ phần hay 10 triệu cổ phần. Ngay em Thu lúc đầu em chỉ nghĩ là em chỉ nắm giữ 500.000 cổ phần thôi. Đúng không ạ? Nhưng khi đã gì ạ? Nhưng khi đã có cái tình thực sự là yêu công nghệ Ulisky mà biết là ở cái công nghệ Ulisky này đã sẽ giúp đời mình, đời con, đời cháu mình, đúng không ạ? Sẽ gì ạ? Có cái sự giàu có, sau có cái sự tự do về tài chính. Mà có sự tự do đó thì chúng ta mới tự do được mọi thứ, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là gì ạ? Lúc đầu em có đặt mục tiêu lớn đâu. Đặt mục tiêu chỉ một gói 500.000 cổ phần thế thôi ạ. Được vinh danh. Và sau đó là gì? 500.000 cổ phần. Một đô đã có 500.000 đô rồi. Nghề truyền thống ấy, để mà nói ấy, để mà cả đời em Thu cũng tích cóp cũng không thể có 500.000 đô thế được. Đó, bởi vậy cho nên là gì ạ? Khi đã tin, đã yêu rồi, đó, biết là ở Ulisky không thể thua được rồi, chỉ có thắng và thắng lớn thôi, thì đương nhiên là gì ạ? Đương nhiên là em sẽ có sự đón nhận những cái cổ phần tiếp theo, những cái triệu cổ phần tiếp theo. Và ở đây các anh chị có biết Kim Thơ không ạ? Kim Thơ, chúng em gọi là một lữ tướng về về Ulisky đấy ạ. Bởi vì sao ạ? Em có cái tình yêu với Ulisky vô cùng lớn. Đó. Và các anh chị có biết là tại sao mà em có nhiều cổ phần như vậy? Cũng là từ gì ạ? Từ cái niềm tin với Ulisky. Đúng không ạ? Từ cái niềm tin và yêu Ulisky. Và biết là nắm giữ nhiều cổ phần sẽ làm được nhiều việc hơn trong tương lai. Và sau đó là gì ạ? Góp công góp sức với Ngài Chủ tịch để cho gì ạ? Cái cơ hội này, cái giải pháp này nó nhanh thành hiện thực. Đúng không ạ? Nhanh thành hiện thực hóa để gì ạ? Giúp cho cả toàn cầu chúng ta bớt đi gì ạ? Tai nạn giao thông,
bớt đi ùn tắc giao thông, đúng không ạ? Và cái sự ô nhiễm môi trường cũng bớt đi. Đó, thì ở đây là gì ạ? Chúng ta đang làm giàu nhưng chúng ta lại có một cái công xây UST để giải cứu cái hành tinh này, chứ không phải chúng ta chỉ làm giàu không đâu ạ. Một cơ hội ý nghĩa và nhân văn như vậy, tại sao chúng ta lại bỏ lỡ, đúng không ạ? Một cơ hội ý nghĩa nhân văn như vậy, nếu như chúng ta mà bỏ lỡ thì ở ngoài kia có cơ hội nào được như thế hay không, đúng không ạ? Nhất là các anh chị em bây giờ đang làm rất là vất vả, chúng ta muốn thay đổi, chúng ta phải thay đổi hẳn cái cũ đi, chúng ta nghĩ hẳn cái thực sự nó mới, đúng không ạ? Ít người biết đến thì mới là cơ hội, còn khi số đông đông người biết đến rồi, theo các anh chị có thấy rằng khi đông người biết đến rồi, mình là cái người được đến thứ tận bao nhiêu đó thì người ta đã đi rất rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta phải cần tìm đến cái nơi có ít người đến thì đó mới là cơ hội. Còn khi chúng ta đã thấy đông người quá rồi mà chúng ta bắt đầu mới lựa chọn thì đương nhiên có thể chúng ta là người đổ vỡ là như vậy đấy ạ. Ở ngoài kia những cái kênh tài chính là như vậy đấy ạ. Đó, hình thức Ponzi, người ta vào được 5-3 tháng rồi, người ta có thể là gì ạ? Rút gốc về rồi, người ta có thể là gì ạ? Có lãi rồi, mình bắt đầu mới vào. Thì đương nhiên mình vào sau là trả cho người trước. Quan trọng là người ta đón đầu như thế đấy ạ. Đấy là cái hình thức Ponzi. Và hình thức Ponzi nó không được bền vững, nó không được dài thời gian. Đấy, răm bữa lửa tháng, vài 3 tháng, răm 6 tháng là hết cỡ, là bắt đầu lúc đó là nó vơ một mẻ lưới, là bắt đầu là người để mà chịu thiệt thòi nhất là những người vào sau. Đó. Cho nên ở đây các anh chị phải tìm hiểu và chúng ta phải chắc lọc được những cái thông tin để chuẩn nguồn, để gì? Cân đo đong đếm để xem đâu là cái cơ hội tốt, mà đâu là cái cơ hội khiến chúng ta không những không bị mất tiền mà còn có sự giàu có. Đó, đó mới gì gọi tìm hiểu sâu. Đó, khi tìm hiểu sâu, khi chúng ta tin rồi. Đấy, như bây giờ em Thu tin Ulysky rồi. Đấy, các anh chị, các cô chú tin Ulysky rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần nắm giữ thêm, sở hữu thêm mà thôi. Và ngoài ra tiếc cho những người xung quanh chúng ta, người thân, bạn bè, các mối quan hệ chất lượng của chúng ta, sau đó là đến cộng đồng. Cộng đồng trong nước và rồi các anh chị, các cô chú, các em còn đi nước ngoài nữa. Đó, để làm gì ạ? Để họ nhìn ra được đây là cơ hội, để giúp họ không phải vất vả, không phải bon chen, phải đi nước bạn để nắm giữ nữa. Để là gì ạ? Để làm giàu nữa. Đó, thì mới có những buổi live stream như của em Thu. Và em kiên trì những buổi live stream dài là như vậy. Nếu như em lên chỉ 1-2 buổi hoặc 5-3 buổi, nó là chuyện bình thường. Nhưng đây em kéo dài thời gian như vậy để cho những anh chị kỹ tính, những anh chị mà luôn luôn nghĩ có ở cái vùng an toàn ấy. Thực tế nó không an toàn chút nào đâu các anh chị ạ. Bây giờ thời buổi công nghệ rồi, nó không như ngày xưa nữa. Ngày xưa gọi là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng bây giờ là gì ạ? Thời buổi công nghệ nó tiên tiến, nó thay đổi rất là nhiều, mà chúng ta không chịu thay đổi. Bây giờ thời buổi là cá nhanh nuốt cá chậm rồi. Chúng ta cứ biết trước thông tin, chúng ta là gì ạ? Là người đi trước, biết trước thông tin là chúng ta thắng rồi. Đó, cho nên là các anh chị em là cần phải gì ạ? Suy nghĩ. Người ta gọi là có trong đầu sẽ có trong tay, thì bắt đầu từ suy nghĩ. Từ cái suy nghĩ mà chúng ta bước đến cái sự hành động, và chúng ta hành động bao nhiêu thì chúng ta đã được kết quả bấy nhiêu. Còn ở đây nếu như các anh chị đã có cổ phần rồi, chúng ta hãy gì? Cố gắng nắm giữ sớm nhất có thể, nhiều nhất có thể. Còn những anh chị, những cô chú bây giờ mà mới bắt đầu biết đến Ulysky, chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta hãy cho mình thời gian, cái cơ hội làm giàu, tại sao chúng ta không bỏ thời gian, đúng không ạ? Chúng ta có thể là tối chúng ta tìm hiểu qua một đêm đi, đúng không ạ? Đêm hôm nay không được, đêm mai ta lại chiến một đêm nữa xem nó ra làm sao. Cơ hội để thay đổi cả cuộc đời chúng ta và con cái chúng ta mà chúng ta bỏ ra có vài buổi mà chúng ta không dám, thì làm sao chúng ta có hai chữ giàu có được. Đó, đó là cái suy nghĩ của em Thu là như vậy. Vì thế cho nên em tự đi tìm những cơ hội và tự đi tìm những cuốn sách nào để học. Và các anh chị có biết là khi em làm truyền thống, em không biết viết mục tiêu dài hạn đâu. Em chỉ nghĩ là trong tháng này, trong năm này làm những việc gì thôi. Nhưng khi biết đến cái cơ hội Ulysky này, em có một cái môi trường vô cùng tuyệt vời. Đó,
và em đã kết nối với Kim Thơ. Và em kết nối với Kim Thơ để em học các em đi trước. Và em đã biết được những cái, viết những cái mục tiêu dài hạn, mục tiêu 5 năm, 10 năm, thậm chí là mục tiêu cả đời em luôn. Đó. Cái môi trường tạo ra gì? Rất là toàn những cái điều tích cực. Và chúng ta đang ở cái môi trường toàn tiêu cực như thế, chúng ta sang cái môi trường tích cực đó. Thực sự bây giờ quay lại nói chuyện với những anh chị mà ở cái thời, cái điểm, thời điểm lúc mà mình vẫn ở cái giai đoạn đó, làm nghề truyền thống đó, thực sự nó không hợp. Thực sự nó không hợp tí nào, bởi vì mình đã thoát ra khỏi cái môi trường đó rồi. Đó. Toàn những người tích cực, toàn những người nói chuyện tiền tỷ, tiền triệu đô lọ triệu đô kia. Đó. Bởi vì họ nắm trong tay những cái triệu cổ phần, những chục triệu cổ phần, mấy chục triệu cổ phần, hàng trăm triệu cổ phần. Thì đương nhiên là họ đã biết được là nắm giữ cái cổ phần của Ulisky này là tối thiểu là một đô rồi, được định giá một đô rồi, không thể thấp hơn một đô được. Thì ngày hôm nay họ có bao nhiêu triệu cổ phần, họ đã có bấy nhiêu triệu đô rồi. Chúng ta làm cơ hội ở ngoài kia làm gì có cái cơ hội nào mà chúng ta biết trước được như thế, đúng không ạ? Không có cơ hội làm biết trước. Trịnh Quang xin chào người đẹp. Vâng, em chào anh nhé. Chào em Hương Lê. Các chị thấy không ạ? Ở ngoài kia đâu có. Không có, nghề truyền thống chúng ta đâu có. Đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta, khi chúng ta biết đến cái cơ hội mới, chúng ta chỉ cần cho phép chúng ta dám tìm hiểu thôi đã. Từ cái suy nghĩ của mình dám tìm hiểu thôi đã. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta mới hiểu. Khi chúng ta tìm hiểu, sau đó chúng ta hiểu. Hiểu xong rồi chúng ta mới bắt đầu là gì? Nắm giữ cái tài sản, nắm giữ cái cổ phần của Ulisky. Còn khi chưa hiểu, các chị mà chưa hiểu, các anh chị đừng nên đầu tư làm gì, đúng không ạ? Đầu tư bằng tài trợ, đầu tư bằng sự hiểu biết, đúng không ạ? Nắm giữ tài sản bằng có kiến thức, bằng tư duy, bằng kiến thức, bằng sự nhận thức của chính mình, chứ không phải do ai, đúng không ạ? Cháu chào cô Linh nhá. Đó, cô Linh đỡ chưa ạ? Và các anh chị thấy không ạ? Ở đây cô Linh đây này. Đó, hơn 60 tuổi, hơn 20 triệu cổ phần. Mà cô vẫn thì đặt mục tiêu thêm mấy cổ phần nữa. À, thêm mấy triệu cổ phần nữa. Cô nhiều như thế rồi mà tại sao cô vẫn đặt mục tiêu thêm? Mà bây giờ những anh chị em mà biết đến mà chưa có một lỗi một cổ phần nào mà sẽ tại sao còn chần chừ? Đúng không ạ? Và mấy hôm vừa rồi các anh chị thấy không ạ? Người thì hơn 100 triệu cổ phần, người thì 60 mấy triệu cổ phần. Bởi vì người sao? Người ta hiểu ra giá trị, nhưng người ta phải có tiền. Người ta phải có nhiều tiền họ mới nắm giữ được nhiều cổ phần. Còn như em Thu và các anh chị em bây giờ có thể chúng ta có ít thì chúng ta nắm giữ ít. Tùy theo vào cái lực của chúng ta, tùy theo vào tài chính của chúng ta mà. Đúng không ạ? Đâu có phải bà bắt chước phải bà như cô Lệnh, như cô Lệnh được. Cô Lệnh cô đã gì à? Có những cái tài sản về bất động sản cô dịch chuyển sang. Thì cô có nhiều, nhưng anh chị em chúng ta có ít thì chúng ta cứ gì ạ? Đặt mục tiêu thôi. Ví dụ là đáng lẽ chúng ta có sức 3 triệu, chúng ta đặt mục tiêu 5 triệu. Để làm gì? Chúng ta cố gắng. Đúng không? Cố gắng để đạt cái con số đó. Để sau này chúng ta làm được nhiều việc hơn. Và con cái, tương lai con cái chúng ta sẽ gì? Có một cuộc sống tươi sáng hơn. Đó. Cho nên là ở đây tại sao cô lại đặt mục tiêu nhiều như vậy? Đúng không ạ? Vâng, cháu chào cô, cảm ơn cô ạ. Và khi chúng ta ấy mà không có mục tiêu ấy, thực sự chúng ta cũng loanh quanh, nó nhanh hết thời gian lắm các anh chị ạ, nhanh hết năm lắm. Ấy, bữa hôm nào em đầu tư mà bây giờ đã xích sót 35 rồi, sắp 35 rồi. Đúng không ạ? Mấy tháng nữa là 35 tròn rồi. Thế bây giờ Ulisky đã có thì lộ trình đến 2025 chúng ta được nhận cổ tức. Thì từ bây giờ đến 2025 nó là có hơn 1 năm nữa thôi. Thì các anh chị thấy thoáng qua có một mùa đông nữa thôi là đã sắp, chúng ta sắp đã sang mùa đông tiếp theo là cũng đến 2025 rồi. Đúng không ạ? Rất là nhanh. Đó, rất là nhanh. Đấy, cho nên là ngày hôm nay các anh chị, các cô chú anh chị biết đến cơ hội Ulisky thì hãy cho mình một thời gian khoảng độ vài buổi, ba buổi để chúng ta tìm hiểu sâu về Ulisky. Tại sao ngày nào cái con bé ấy nó lên livestream để lan tỏa cơ hội Ulisky? Mà ngại, tại sao trong những cái livestream đó sao những nhiều người nhiều những người nhiều cổ phần như thế mà già rồi tại sao người ta lại cố gắng nắm giữ nhiều cổ phần như thế? Nó phải có cái gì, đúng không ạ? Chúng ta phải tò mò một chút. Bởi vì người ta gọi là làm giàu là một bộ môn khoa học có thể học cơ mà. Thì khi chúng ta tò mò, chúng ta tìm hiểu thì chúng ta mới gì ạ? Có được nó.
Và chúng ta bao giờ chúng ta bắt đầu từ cái suy nghĩ, đúng không ạ? Bắt đầu từ suy nghĩ, xong đó là chúng ta là biết đến nó, tìm hiểu đến nó, và chúng ta yêu đến nó, à, tin đến nó. Và tin rồi chúng ta mới nắm giữ. Và khi tin rồi, nắm giữ rồi, và chúng ta cảm thấy đây là một cơ hội vô cùng giá trị và tuyệt vời, thì đương nhiên chúng ta lại cần gì? Nắm giữ, gia tăng thêm tài sản. Đó là gì ạ? Đó là gọi là yêu. Và qua cái yêu gọi là nghiện rồi đấy ạ. Đúng không ạ? Em Thu bây giờ gọi là nghiện rồi đấy ạ. Đấy, ai bây giờ mà phản bác về nói về Ulisky là em bực mình lắm nè. Bởi vì một cơ hội nó lù lù, nó cơ hội nó lớn như thế rồi mà vẫn bảo là xa vời này. Đấy, có những câu xa vời này, ảo này, rồi lại không có thật, rồi ABC là lừa đảo, rồi đa cấp lọ kia vớ vả vớ vẩn. Đấy, không thích những người nói như thế đâu ạ. Đó, bởi vì mình cũng là có mắt thường nhìn thấy rồi chứ không chưa nói là tầm nhìn. Mà còn niệm vẫn còn bảo như vậy. Đấy, thì không biết là họ nhìn được cái gì, họ nhìn ở đâu được cái sự giàu có, họ nhìn ở đâu có cơ hội tuyệt vời như Ulisky được. Em chả nhìn ở đâu được ngoài Ulisky. Đó. Không biết các anh chị, các cô chú nhìn như kiểu gì, nhưng em nhìn bằng mắt thường này thôi. Ulisky nó có lù lù ngay trước mắt mình rồi, chứ đâu có phải là nó như cái kim trong bọc, nó chưa lòi ra để chúng ta không biết đâu. Hà, và từ mấy năm 2018, 2019 những anh chị em đã góp vốn tài trợ từ những năm đó, họ đã sang bên Benelux rồi, họ đã sang bên UAE rồi. Nhưng năm 2020, năm 2021 là 2 năm dịch họ không sang được, và năm 2022 và năm nay, đúng không ạ? Đấy, năm 2022 là họ đã sang vừa UAE này, vừa Benelux rồi này, đúng không ạ? Thế nếu như các anh chị thấy không, nếu như nó không có thật mà những anh chị em sang đó về lại gia tăng thêm tài sản, sang đó lại về để giúp hàng bao nhiêu người để nắm giữ cái tài sản, thì mới có những cái tài khoản hàng trăm triệu cổ phần, có những cái tài khoản hàng sáu mươi mấy triệu cổ phần, và người ta lại gì, lại vẫn gì đăng bài để lan tỏa với người thân rồi bạn bè của họ trên trang cá nhân đó. Mà sao chúng ta cũng là người, chúng ta cũng có cái mắt nhìn, tại sao chúng ta lại không nhìn thấy, đúng không ạ? Chúng ta phải tự, chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao mình không nhìn thấy. Khi có đúng là cái tầm nhìn của chúng ta cũng là mắt thường thôi, người ta cũng là mắt thường thôi, nhưng cái tầm nhìn của chúng ta sẽ hạn hẹp hơn họ, đúng không ạ? Cho nên là người ta gọi là thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly. Thua bạn một ly thôi cũng rất là khó chịu, nhưng thua thầy một vạn cũng là bình thường. Họ là thầy mình mà, họ đang dạy mình mà, nhưng bạn cùng đi học với mình, cũng tầm như mình, tại sao họ nhìn được ra mà mình không nhìn được ra? Họ làm được bài mà mình không làm được bài, đúng không ạ? Đó, cho nên người ta mới có câu là thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly là như vậy. Đấy, cho nên chúng ta đừng có cậy, chúng ta bây giờ đang có sức khỏe để chúng ta cứ đi cày cuốc cái nghề truyền thống mãi, đúng không ạ? Và chúng ta lại gì, ỷ lại, chúng ta lại có cái độ an toàn quá. Khi chúng ta có cái độ an toàn quá thì đương nhiên chúng ta lại bó lại, có thể là cả cuộc đời chúng ta và con cái chúng ta ảnh hưởng lên, đúng không ạ? Bởi vì sao? Hôm nay chúng ta nắm giữ những cái triệu cổ phần thì tương lai con cái của chúng ta sau này gì ạ, có những cái cổ tức đó, con cái chúng ta phát triển doanh nghiệp của chính con cái chúng ta, không phải đi làm thuê cho ai nữa, phải làm chủ luôn, đúng không? Đấy, lúc đó có nhiều tiền rồi, tự do tài chính rồi, chúng ta thích làm những gì chúng ta muốn mà. Mà khi chúng ta không có tiền thì chúng ta chỉ nghĩ trong đầu thôi, làm sao chúng ta làm được điều gì, đúng không ạ? Làm gì cũng cần có cơ hội nào cho những người dân như chúng ta. Đúng rồi, Trương Ngọc. Đây là cơ hội duy nhất cho chúng ta thay đổi cuộc đời. Chính xác. Đó. Người ta gọi là nghìn năm có một mà. Ulisky của chúng ta là gì? Một công nghệ giao thông vận tải cấp 2. Tức là thay đổi một nền văn minh lịch sử của nhân loại. Các anh chị thấy nó lớn như nào? Thay đổi cả một nền văn minh lịch sử của nhân loại cơ mà, đúng không ạ? Ra đời để giải cứu hành tinh cơ mà. Mà chúng ta đón đầu, chúng ta tài trợ vào những cái số vốn nhỏ xíu của chúng ta thôi, nhưng chúng ta sẽ có một tài sản khổng lồ trong tương lai là như vậy. Đó. Ok, chị chào Luyến. Chị chào em nhé. Chị chào Thu Lê. Chào... Ok, cảm ơn bạn Hoàng. Ok, chào em.
Và các anh chị hôm nay trong nhóm Thu đưa cho lên cái một cái video đấy, Thu nghe đi nghe lại rồi. Chủ tịch đã nói rằng cái công nghệ này, đúng không ạ? Ngài đã hy sinh, tức là Ngài đã cống hiến 50 năm rồi. Và Ngài cũng thì đã tất cả là của Ngài, nhưng mà gì ạ? Từ năm 2014, Ngài đã gì? Ngài đã chuyển giao hết cho cái tức là chuyển giao hết công nghệ là ngày xưa gọi là Skyway đấy, bây giờ nó gọi là UST đấy ạ. Đó, chuyển giao hết cho UST rồi. Và Ngài cũng như chúng ta thôi, là một cổ đông, có cái là Ngài nắm giữ nhiều cổ phần thì là Ngài là một cổ đông lớn. Và các anh chị thấy không ạ? Năm 2022 Ngài đã gì ạ? Cho chúng ta biết được là Ngài đã góp vốn vào cái công nghệ này để trở thành cổ đông của tập đoàn đấy, là đã 30 triệu đô rồi. Còn từ năm ngoái đến bây giờ, sắp gửi lại hết tháng này là 6 tháng, là không biết là Ngài đã gì ạ, đầu tư bao nhiêu nữa thì không biết. Nhưng mà cuối năm 2022 đã là gì ạ? 30 triệu đô rồi. Đó. Ngài nói rằng gì? Tôi cũng như các bạn cũng lắm một phần của cái gì ạ? Công nghệ của tức là sở hữu trí tuệ của UST đấy ạ. Đó. Ngài bảo một mình Ngài không làm được điều đó. Và Ngài gì ạ? Biết ơn, Ngài cảm ơn đến những các cổ đông như chúng ta. Đó. Ngài biết ơn, Ngài cảm ơn chúng ta là gì ạ? Đã góp công, góp sức cùng Ngài. Một mình tôi không làm được điều đó. Đó. Cái video em gửi lên nhóm, các anh chị, các cô, các chú cứ nghe kỹ mà xem. Đó. Một gì ạ? Một người gọi là một chủ tịch, đúng không ạ? Ngài chủ tịch là một chủ tịch của cả một tập đoàn đó rồi, mà người ta là một nhà khoa học, mà đã được Viện Hàn Lâm Belarus người ta công nhận là gì ạ? Một tổ chức khoa học chuyên nghiên cứu về công nghệ giao thông vận tải rồi. Một tổ chức khoa học nhá, chứ không phải là gì ạ? Một nhà khoa học nữa rồi. Các anh chị nghe hai chữ tổ chức nó là thế nào, đúng không ạ? Mà Ngài vẫn gì ạ? Rất là khiêm tốn, rất là gì ạ? Thân thiện, không có một cái gì là gì ạ? Tỏ vẻ gì ở đây cả. Và luôn luôn cảm ơn những cổ đông chúng ta. Luôn luôn cảm ơn cổ đông chúng ta đấy ạ. Đấy, cô Linh đã đầu tư 4 năm rồi, đúng không? Ở đây ai cũng bảo lâu thế. Thế nhưng mà ngược lại, cô 4 năm rồi sao cô bảo không, tức là cô Linh bảo là không lâu. Bởi vì người ta làm được cả một cái tập đoàn như thế, mà trong vòng có từ năm 2014, mà trải qua nào thì Litva, nào thì dịch Covid, các anh chị thấy ạ, mất mấy năm trời rồi. Thực sự nếu không có cái sự cố ở Litva xảy ra, không có cái sự cố của Covid, thì đến bây giờ chúng ta không còn ngồi đây mà chia sẻ cho nhau những cổ phần gốc đâu ạ. Không còn luôn đấy ạ. Mà tới đây thôi ạ, có thể cuối năm nay, từ giờ đến cuối năm nay thôi, chúng ta không biết lúc nào dừng lại, không biết lúc nào khép lại cái cổ phần gốc đâu ạ. Cho nên ngày hôm nay tất cả quý cô chú anh chị mà biết đến thì chúng ta hãy dành thời gian để tìm hiểu. May ra chúng ta còn cơ hội. Còn nếu không, các anh chị sẽ phải gì ạ? Còn cơ hội nhưng các anh chị là không được đồng sở hữu công nghệ nữa, đúng không ạ? Và các anh chị sẽ gì? Các anh chị sẽ gì ạ? Lắm giữ những cái dự án mục tiêu mà thôi. Đó là đương nhiên là các anh chị thiệt thòi rồi. Ngày hôm nay các anh chị biết mà vẫn còn cổ phần gốc, các anh chị chần chừ. Nhưng khi còn những cái dự án mục tiêu, lúc đó các anh chị là à, để cho nó chắc, đúng không ạ? Nhưng cuối cùng nó không còn là chắc nữa, mà nó là lúc ý nó là không còn là chắc nữa, mà đương đâu nó lại biến từ cái chắc đó nó ngược lại đấy ạ. Đó, sẽ ngược lại đấy ạ. Đó, con Linh nói là gì? Vì trồng cây sầu riêng cũng mất 7 năm. Đấy, đúng không ạ? Trồng một cây sầu riêng để thu trái nhiều năm sau thì cũng phải mất 7 năm mới ra trái đó. Đó. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ chúng ta trồng một cái cây tài chính, trồng một cái cây tự do tài chính, trồng một cái cây giàu có hạnh phúc, mà chúng ta có gì ạ, một vài năm chúng ta đã bảo lâu, đúng không ạ? Thì em Thu nghĩ rằng nếu như chúng ta mà bảo lâu ấy, chúng ta làm mấy chục năm hoặc mười mấy năm hay là năm bảy năm đã qua đấy, tùy theo các cô chú anh chị, các em nhiều tuổi ít tuổi, đúng không ạ? Chúng ta làm bao nhiêu năm rồi, chúng ta có thấy lâu không, mà chúng ta có cái gì chưa, đúng không ạ? Chúng ta có, như em tôi bây giờ làm gần 20 năm trời, đi lấy chồng, hai vợ chồng làm vất vả, làm ngày làm đêm như thế, làm bục mặt như thế, đánh đổi bao nhiêu mà quay lại đã có giàu có đâu, xây được cái nhà thì hết tiền, đúng không ạ? Thế tại sao bây giờ mình góp vốn tài trợ vào một cái cơ hội tuyệt vời như này, rồi từ số vốn rất là nhỏ mà nó nhân lên hàng cho mình hàng trăm lần, hàng nghìn lần như thế, mà có vài ba năm tới nữa thôi mà chúng ta lại bảo lâu?
Đó là do cái sự nhận thức của chúng ta, chứ đâu có do là tại cái cơ hội này, đúng không? Đó, đâu có phải tại em Thu, tại cô Linh, tại các anh chị em đi trước chia sẻ không đến nơi đến chốn đâu. Đó là do tất cả do chúng ta mà thôi, đúng không ạ? Em Thu còn phải đi tìm cơ hội, các anh chị còn có người chia sẻ mà các anh chị lại không dám. Thì hỏi là nếu như không có người chia sẻ nữa thì các anh chị không bao giờ biết được là cái điều đương nhiên rồi. Mà bây giờ có những người đi trước chia sẻ mà các anh chị còn không dám nữa thì chả, các anh chị chả dám làm cái gì cả. Mà khi đã không dám làm cái gì, chỉ quanh năm chỉ cái gì ạ? Cầy, bỏ sức ra, sau đó là gì ạ? Ráo mồ hôi hết tiền. Đúng không ạ? Đó. Đúng rồi, 7 năm sau đó mới có trái, mà không biết nhiều trái hay ít trái, đúng không ạ? Đó, UST là một cơ hội ngàn năm có một. UST đã cho chúng ta biết những cái trái ngọt được bao nhiêu rồi, đúng không ạ? $1/1 cổ phần rồi. Đó là những cái trái ngọt chúng ta biết trước được chúng ta thu được bao nhiêu trái rồi đấy ạ. Còn 10 đô, 20 đô, 100 đô hay bao nhiêu đô chúng ta còn, cái đó là còn trong tương lai, vài ba năm tới IPO mới biết được. Còn bây giờ chúng ta biết trước luôn là chúng ta nắm giữ hôm nay bao nhiêu là chúng ta có bấy nhiêu rồi, đúng không ạ? Một cổ phần chúng ta có 1 đô, 10 cổ phần chúng ta có 10 đô, 100 cổ phần chúng ta có 100 đô, 1000 cổ phần chúng ta có 1000 đô, 1 triệu cổ phần thì chúng ta có 1 triệu đô rồi. Chúng ta biết trước mà, đúng không ạ? Chúng ta biết trước, có điều chúng ta có gì ạ? Lắng nghe hay không mà thôi. Chúng ta có chịu lắng nghe hay không mà thôi, còn mọi thứ chúng ta biết trước rồi đấy ạ. Cháu cảm ơn cô Lịnh nhá. Đó. À, nhiều tuổi như cô còn có gì ạ? Có sự gọi là có tư duy, có sự tầm nhìn như thế mà. Tại sao các em trẻ được học hành cao mà các anh chị em là gì trẻ hơn mà không nhìn ra được bằng tuổi già như cô? Đó, đó là do chúng ta, đúng không ạ? Cô ơi, cháu bây giờ mới biết cô ạ. Đấy, bây giờ mới biết cũng chưa phải là muộn, đúng không? Vẫn còn cho chúng ta cơ hội. Bởi vì bây giờ như này này nhá, các anh chị em bây giờ thời điểm mới là vô cùng giá trị và tuyệt vời này, hơn cả cô Lịnh, hơn cả Thu nhá. Là bởi vì sao? Bây giờ Thu đã tài trợ vào Ulisky từ năm 2020, đúng không? Cuối năm 2020. Nhưng cô Lịnh còn gì ạ? Từ năm 2018. Thì theo các anh chị lâu hơn các anh chị em bây giờ mới biết, đúng không ạ? Mà anh chị em bây giờ mới biết mà chỉ còn gì hơn 1 năm hoặc 2 năm nữa thôi, chúng ta đã gì, đã có gì cái lợi nhuận rồi, đúng không ạ? Theo lộ trình 2025 chúng ta có rồi, được chia, được nhận cổ tức rồi, có nhanh không ạ? Nhìn được ngày, đúng không ạ? Khoảng nhìn được cái khoảng độ cái ngày, nhìn được cái ngưỡng cửa giàu có rồi mà chúng ta còn không dám thì hỏi xem chúng ta còn dám làm cái gì nữa trong cái cuộc đời này, đúng không? Chúc mừng cho những ai bây giờ mới biết đến. Đó, cơ hội vẫn còn mà còn rất ngắn thời gian nữa thôi, là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ khép lại cái cổ phần gốc, và lúc đó chúng ta có muốn cũng không được, một cổ phần gốc nữa cũng không được. Khi nó đã khép lại rồi chúng ta muốn không được đâu ạ. Đó. Ai mới đầu tư cũng hào hứng sau không tìm thông tin chuẩn nguồn mà lại đi tìm những thông tin báo lá cải là sợ chị ạ. Đúng rồi, cuối năm ngoái có những cái tờ báo lá cải, người ta gọi là châu buộc ghép châu ăn đấy, những cái bọn gọi như là sân sàn tài chính. Ví dụ như là ngoài kia nó thấy là các cổ đông chúng ta nắm giữ, tức là tái những người đã đầu tư rồi xong người ta tái đầu tư, người ta gia tăng thêm tài sản, đúng không? Đấy, còn những người mới nào thì ạ, người ta tìm hiểu, người ta nắm giữ thì đương nhiên người ta lại không nắm giữ, không đầu tư và chộp giật nữa, không đầu tư vào cái ngắn hạn và về đầu cư sân sàn tài chính nữa, thì đương nhiên nó cứ bỏ tiền ra 5-70 triệu nó thuê viết báo mà. Đó, nhưng bây giờ không có chuyện đó đâu. Bây giờ đố ai dám viết liên thiên đấy. Bây giờ mà ai viết liên thiên thì những cái tờ báo loa cái mà giờ viết nữa thì tới đây là người ta gì ạ, sẽ cho bóc lịch hết. Đó, không dám nữa đâu. Chị chào Quyết nhá. Đúng rồi, em Trung nói là gì? Bây giờ biết là thời điểm vàng bởi vì nó còn rất là ngắn thời gian. Chào bạn Nga Hoàng nhá. Cháu chào chú Thắng. Đúng rồi, cô Linh nói là giờ biết là quá may mắn bởi vì chúng ta còn rất ngắn thời gian. Ví dụ như cháu Thu hoặc cô Linh nhá, từ năm 2018, năm 2020 đến bây giờ thực sự nó cũng rất là dài thì không dài, nhưng mà cũng phải 3-4 năm rồi, đúng không? Cháu Thu gần 3 năm, cô Linh 4 năm rồi. Thì ở đây là chúng ta bây giờ biết đến mà chúng ta còn ngắn tí thời gian nữa thôi, đến ngưỡng cửa rồi, còn bước chân nữa thôi.
đấy mà chúng ta còn không dám nữa thì làm sao mà gì ạ, làm sao mà chúng ta có cơ hội tuyệt vời của Ulysses ở trong tay chúng ta được. Ngày xưa đọc báo để nâng cao kiến thức, ngày nay có kiến thức mới biết đọc báo chính xác. Cảm ơn chị, cảm ơn Hương Lê. Bởi vì báo bây giờ nó ấy rồi, nó dẹp rồi, bây giờ không dám viết linh tinh nữa đâu. Ok, chị chào Hồng Tiến nhá. Hồng Tiên nhá. À, cháu thấy rất may mắn cô ạ. À, Trương Ngọc còn ít tuổi đúng không? À, giờ chỉ mong có nhiều xiềng để gì đầu tư cô ạ. Ok, cố gắng lên. Cơ hội quá rõ ràng rồi, chính xác. Đấy, bây giờ mà ai không nhìn thấy nữa, gọi là người ta gọi là người ta gọi là gì nhỉ? Chủ tịch, đợt ý chủ tịch có cái video chủ tịch nói là gì ạ? Không phải nói là tầm nhìn hạn hẹp nữa mà gì? Thu lại quên mất rồi nhỉ? Có một cái video chủ tịch nói là thiểu năng trí tuệ này. Đó. Chủ tịch của chúng ta nhá. Cũng bức xúc nhưng mà chủ tịch của chúng ta nói những cái câu chữ rất là đau đớn ạ, chứ không phải là không đâu. Rất là đau đớn với những cái người mà nói linh tinh ấy. Người ta hy sinh cả cuộc đời, người ta nghiên cứu cho một cái giải pháp giúp toàn cầu mà lại gì ạ? Đã không tài trợ thì thôi, lại còn nói những cái điều lời cay đắng đúng không? Nói những cái lời gọi là không ai muốn nghe. Bởi vậy cho nên là chúng ta bây giờ chúng ta làm đối tác, chúng ta chia sẻ lan tỏa cơ hội này đến với tập đoàn, đến với dân để họ biết ấy, thì thực sự ra những cái người nói tiêu cực ấy thì nó chả đáng gì so với chủ tịch đâu. Chủ tịch của chúng ta là cực kỳ gian truân và vất vả khi thành công cái dự án này đấy các anh chị ạ. Đó, và em nghe cái câu mà chủ tịch nói là một mình tôi không làm được, phải nhờ đến tất cả các cổ đông trên toàn cầu đấy ạ. Và cảm ơn tất cả các cổ đông đã chung tay với ngài. Thực sự lúc nào ngài cũng chia sẻ và ngài nói cái câu cảm ơn. Mà một ông chủ tập đoàn, một nhà khoa học, một tổ đứng đầu một tổ chức khoa học như thế mà người ta còn khiêm tốn, điềm đạm như vậy, đúng không ạ? Mà tại sao chúng ta không bỏ qua những cái lời đàm tiếu nhí nhắng ở những cái người thiếu cái tầm hiểu biết, đúng không ạ? Những cái người cái tầm hiểu biết người ta hạn hẹp, chúng ta không chấp họ, đúng không ạ? Không chấp họ. Và tới đây ấy, họ đã không có những cổ phần, họ lại ngồi trên những con tàu, họ phải trả phí. Và đương nhiên là chúng ta là người được hưởng rồi, chúng ta là cổ đông thì chúng ta những cái lợi nhuận đó, những cái đồng phí họ trả đó chúng ta được nhận mà. Chúng ta là người được nhận đầu tiên đấy các anh chị em nhá. Chúng ta là người được nhận đầu tiên. Còn lúc đó là người chịu thiệt là họ thôi. Đấy, còn bây giờ họ thích nói sướng mồm kệ họ thôi. Nhưng bây giờ ít rồi, bây giờ cũng ít, chỉ có mấy cái em trẻ trẻ ở bên TikTok ấy, thì hay tiêu cực nói bớ bẩn thôi. Còn những người có cái người ta không, kể cả người ta chưa tìm hiểu về Ulysses, người ta cũng không có những cái lời tiêu cực nhiều đâu, hiếm lắm. Chỉ cái đời gọi là thiểu số, những cái người gọi là thiểu năng trí tuệ người ta mới nói lung tung thôi, đúng không ạ? Còn những cái người có một cái bộ óc gọi là biết đúng biết sai thì không bao giờ người ta nói đâu. Kể cả người ta không góp vốn, không tài trợ, người ta không nói lung tung đâu. Anh chị công nhận thế ạ? Đó. Cho nên ở đây là gì, chúng ta đã hiểu ra thì chúng ta lan tỏa thôi. Đó, lan tỏa cơ hội để giúp cộng đồng. Còn anh chị em nào mà biết đến công nghệ Ulysses, biết đến live stream của Em Thu, biết đến những lời chia sẻ của các anh chị em cổ đông thì chúng ta hãy gì hỏi họ. Hỏi Em Thu, nếu tin tưởng Em Thu, hỏi Em Thu thì sẽ gì ạ? Giúp các anh chị em đi sau hiểu ra giá trị sớm nhất có thể để chúng ta nắm giữ cái tài sản sớm nhất có thể, để kịp chúng ta cùng nắm giữ cái tài sản giá trị của tập đoàn Ulysses. Và số Zalo của Em Thu là 0966091622, em đã ghim trên màn hình rồi đấy ạ. Các anh chị em nếu mà tin tưởng Em Thu thì Em Thu sẽ hỗ trợ các anh chị em đi sau để tìm hiểu nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. Còn các anh chị mà gần các cô, các chú, các anh chị em đã là cổ đông mà các anh chị ở gần thì các anh chị có thể hỏi họ để họ sẽ giúp các anh chị đấy ạ. Đó. Bởi vì đã là cổ đông của tập đoàn rồi thì họ chắc chắn họ sẽ biết những thông tin chuẩn nguồn. Đó. Và vốn các anh chị tài trợ đúng vào cái dự án này, đúng vào cái cơ hội của Ulysses này. Đó. Thì chúng ta mới tránh được cái gì? Sự mất mát và tài chính như ở ngoài kia. Đó. Và chúng ta góp vốn vào cái công nghệ Ulysses này là gì ạ? Đã là một cái công để giúp chung tay với ngài chủ tịch để giúp cái toàn cầu của chúng ta là mỗi năm là giảm đi cái về cái vấn nạn giao thông, tức là cái tai nạn giao thông hàng một
hàng triệu rưỡi người trên thế giới ấy chết vì tai nạn giao thông, và hàng chục triệu, đúng không ạ, hàng chục triệu là những người sau tai nạn giao thông, người thì mất chân, người thì mất tay, người thì nằm thực vật, đủ các loại đó, rất là xót xa và đau thương, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên chúng ta góp vốn tài trợ vào đây không phải để giàu không đâu, chúng ta là có một cái công để xây cái UST này, để giải cứu cái hành tinh này về cái vấn nạn giao thông đấy ạ. Đó, và khi cả thế giới dùng đến công nghệ này rồi thì cả cái môi trường, cả toàn thế giới của chúng ta sẽ gì, dùng một cái công nghệ sạch, một công nghệ xanh, đúng không ạ? Cả toàn cầu cùng dùng đến thì đương nhiên cả toàn cầu sẽ không có cái khí thải độc hại từ khí đốt bên trong của những hiện tại những cái xe bây giờ, đúng không ạ? Giao thông cấp 1 bây giờ, giao thông cấp 1 bây giờ anh chị thấy không ạ? Đi trên đường lốp xe, đúng không ạ? Bào mòn dưới đường nhựa thì tạo lên cái bụi mịn đó đã gì gây bệnh rồi, đúng không ạ? Chưa nói đến gì khí thải độc hại từ cái khí đốt bên trong. Đó, tức là chạy bằng xăng dầu, đúng không ạ? Khi nó vận hành thì đương nhiên nó thải ra bầu khí quyển. Thì đương nhiên những cái người sống trong cái hành tinh này của chúng ta khi tham gia giao thông chúng ta đều nhiễm hết, đúng không ạ? Mỗi ngày một chút thôi chúng ta mới tích tụ thành bệnh đó, và đủ các loại bệnh là như vậy. Và khi chúng ta ủng hộ vào đây rồi mà toàn cầu cùng dùng rồi thì những cái đó gì là gần như là không còn nữa, gần như là không còn nữa. Và khi cái công nghệ giao thông này nó thành hiện thực hóa tất cả trên toàn cầu ấy, thì các anh chị thấy không ạ, hoa màu cây trái vẫn còn để nguyên, không phải san nắp mặt bằng, đúng không ạ? Không phải tốn kém đổ đường nhựa, không phải san nắp mặt bằng, không phải đền bù gì cả. Các anh chị nhìn cái những cái con tàu đằng sau em Thu đấy ạ, những cái con tàu đằng sau em Thu các anh chị nhìn đấy ạ, tùy theo đơn đặt hàng cao bao nhiêu, từ 15 đến 30 mét, hoặc tùy theo những đơn hàng của các quốc gia khác nhau. Đó, nó ở trên cao thì đương nhiên là vẫn bảo vệ cái môi trường ở bên dưới, tức là gì ạ, giữ được hoa màu, cây trái chim chóc, đó, vẫn giữ được cái gì ạ, hệ sinh thái tự nhiên. Đó, và khi cái giao thông này nó đã không phải săn lấp mặt bằng thì nó chi phí nó lại rẻ, đúng không ạ? Không phải đền bù, không phải thuê công nhân săn lấp mặt bằng, thì đương nhiên là gì ạ, chỉ mỗi thuê những công nhân và những kỹ sư chuyên gia người ta lắp ráp những con tàu và gì ạ, những cái đường ray kia thôi. Đương nhiên nó giảm đi rất nhiều thứ, cho nên cái công nghệ nó vừa đột phá, nó vừa độc đáo, nó lại gì ạ, độc quyền, nhưng mà nó lại chi phí rẻ. Mà đã chi phí rẻ rồi thì tất cả trên toàn cầu, cái nước nghèo nhất cũng có thể là gì, đầu tư cái giao thông này được. Đó, cho nên là nhiều nước dùng đến, đúng không ạ, nhiều quốc gia dùng đến, và nhiều mét đường thì đương nhiên các cổ đông của chúng ta tài trợ ngày hôm nay là chúng ta được hưởng, chứ còn ai được hưởng, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta bao nhiêu triệu cổ phần là tương lai chúng ta được hưởng cái lợi nhuận bấy nhiêu. Thế còn nếu như chúng ta mà tài trợ ít thì đương nhiên là khi chia cổ tức, ví dụ 2.000 đồng trên một cổ, đúng không ạ? Thì đương nhiên các anh chị có 1 triệu cổ phần, các anh chị nhân lên cái 1 triệu cổ phần đó với cái 2.000 đó. Nhưng các anh chị có 100.000 cổ phần thôi thì các anh chị chỉ nhân với 2.000 với 100.000 cổ phần đó của các anh chị, đúng không ạ? Quyền lợi thì như nhau, nhưng nó chỉ khác nhau con số là chúng ta nắm giữ nhiều thì chúng ta sẽ được nhiều, chúng ta nắm giữ ít thì đương nhiên chúng ta sẽ được ít. Đó, cái điều đó là chắc chắn rồi. Đó, còn quyền lợi chúng ta như nhau. À, chúng ta góp vốn đây chúng ta trở thành cổ đông, đúng không ạ? Chúng ta nắm giữ cổ phần chúng ta trở thành cổ đông, và chúng ta sẽ được nhận cổ tức hàng năm, hàng quý, đúng không ạ? Đấy, tùy theo những năm phát triển mạnh là có thể là tập đoàn họ chia theo quý. Đó, còn nếu không thì tối thiểu một năm một lần thôi, đúng không ạ? Và khi IPO lên sàn chứng khoán, trước khi IPO lên sàn chứng khoán chúng ta sẽ được nhận cổ tức ít nhất là một lần. Anh chị nhá, ít nhất là một lần, kiểu gì cổ đông chúng ta cũng phải nhận cổ tức, sau đó mới IPO lên sàn chứng khoán. Đó, còn nếu chưa chia cổ tức cho các cổ đông một lần nào thì chưa có gì ạ, đủ tiêu chuẩn để lên sàn được. Điều kiện mà, điều kiện để được lên sàn. Đó, và khi lên sàn rồi các anh chị nhá, khi lên sàn rồi, bình thường bây giờ là công đã được định giá, sau đó mới thu hút vốn cộng đồng, đúng không ạ? Cuối năm 2023 bắt đầu được định giá, đúng không ạ? Định giá một đô trên một cổ phần thì đương nhiên khi sau đó mới được thu hút vốn cộng đồng. Và đã được định giá một đô rồi, đó là do gì ạ?
BVIMC người ta định giá, đúng không ạ? Dịch BVIMC giờ gọi là dịch bên dịch vụ tài chính đấy ạ, của cấp chính phủ nha các anh chị nhá, chứ không phải là đơn giản đâu ạ. Đấy, mà một doanh nghiệp, một công ty và bây giờ nó trở thành một tập đoàn rồi, một tập đoàn được định giá rồi, thì các anh chị thấy cái sự bền vững của nó sẽ lâu dài hay không? Đấy, các anh chị có những cái, kể cả các anh chị đang là doanh nghiệp, các anh chị có được ai định giá cho các anh chị cái tài sản sở hữu hay là gì đó của các anh chị không? Không, đúng không ạ? Đó, cho nên là cái độ bền vững nó sẽ tương đương với cái chúng ta được định giá hay không định giá. Đó, cho nên ở đây là gì? Khi chúng ta đã được định giá một lô rồi, và khi lên sàn, cái sàn ví dụ Lasdaq, nó điều kiện của nó là gì? Phải trên 4 đô, đúng không ạ? Đủ những điều kiện lên sàn rồi, và đã lên sàn rồi phải trên 4 đô, đúng không ạ? Thì trên 4 đô tức là 5 đô rồi, 5 đô đó chúng ta 1 triệu cổ phần chúng ta đã có 5 triệu đô rồi, tại vì chúng ta đã được định giá 1 đô rồi mà. Thế như cô Lịnh bây giờ nha, cô Lịnh hơn 20 triệu cổ phần, cháu Thu cứ gọi là 23 triệu cổ phần đi, 23 triệu cổ phần thì đương nhiên khi IPO lên sàn chứng khoán lúc đó là được định giá 1 đô, đúng không ạ? Mà lên sàn nó là 5 đô cơ, đúng không ạ? Bây giờ cô 23 triệu cổ phần, cô 23 triệu đô thôi, nhưng khi lên sàn từ trên 4 đô, từ 5 đô trở lên thì đương nhiên cô sẽ nhân với 5 đô nhân với 23 triệu cổ phần đó, đúng không ạ? Chúng ta nhân 5 lần nữa lên đó, không phải là 23 triệu đô nữa đó, mà nhân 5 lần của cái 23 triệu đô nó lên cơ. Và khi IPO lên sàn chứng khoán, đó là cái điều kiện lên sàn nó là như vậy. Nhưng các anh chị có thấy không ạ? Khi lên sàn rồi mà cái công nghệ này nó tiềm năng ấy, thì những cái tài phiệt, những cái tỷ phú ngoài kia, người ta bắt đầu người ta mới lắm giữ, đúng không ạ? Lắm giữ những triệu, những bao nhiêu triệu cổ phiếu. Khi lên sàn nó là cổ phiếu nhá, khi lên sàn nó tên là cổ phiếu. Còn bây giờ chúng ta góp vốn là gì? Tài trợ vốn, góp vốn vào cái gì ạ? Giải pháp này là chúng ta là gọi là cổ phần, chúng ta lắm giữ một phần nhỏ của tập đoàn này, đúng không ạ? Còn khi lên sàn nó tên là cổ phiếu rồi, và lúc đó người ta lắm giữ những cổ phiếu thì đương nhiên cái cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng vọt bao nhiêu lúc đó là thị trường định giá, chứ không công ty chúng ta, tập đoàn chúng ta cũng không được định giá, mà sàn cũng không được định giá nữa, mà lúc đó là thị trường định giá, nhiều người biết đến, nhiều người mua cái cổ phiếu đó thì cái cổ phiếu nó tăng giá. Và lúc đó người lắm giữ cổ phần từ sớm, từ ngày hôm nay của chúng ta sẽ được gì ạ? Sẽ hưởng được cái lãi của trên cái vốn của chúng ta ngày hôm nay đấy ạ, đúng không ạ? Cho nên là ngày hôm nay tại sao em Thu lại cố gắng để đạt mục tiêu 20 triệu cổ phần là như vậy? Tại sao ví dụ 5-7 triệu cổ phần em Thu cứ dừng lại ở đó đi, đúng không ạ? Một đô em Thu có là 5-7 triệu đô rồi, nhưng mà gì ạ? Khi là gì ạ? Khi 20 triệu cổ phần, một đô em đã có 20 triệu đô, đúng không ạ? Và 5 đô thì em sẽ gọi 52 là 10, em có gì 100 triệu đô rồi. Đó. Và khi thị trường nó định giá nó rồi giờ không biết bao nhiêu triệu nữa. Thì ngày hôm nay em mới đặt mục tiêu, em mới cố gắng chứ. Cô Lịnh mới cố gắng chứ. Và các anh chị em mới cố gắng chứ, đúng không ạ? Chứ không phải là cái con số nó mập mờ đâu ạ, mà nó vô cùng rõ ràng như thế rồi. Cho nên ở đây là chúng ta chỉ cần phải tìm hiểu kỹ. Tìm hiểu những cái gì? Đấy, tìm hiểu từ đâu cho nó dễ hiểu, cho nó nhanh hiểu để kịp thời lắm giữ, là cần những người cổ đông đi trước. Chứ còn những người mà chưa biết đến cổ phần bao giờ, chưa có cổ phần của tập đoàn Ulisky bao giờ thì làm sao họ hiểu được, đúng không ạ? Làm sao họ hiểu được? Và có thể là chúng ta nghe họ là chúng ta lại mất cơ hội, và chúng ta lại theo họ một cái dự án nào đó, chúng ta có thể là còn mất cả tiền nữa. Đó, cho nên chúng ta hãy tỉnh táo nhé. Đầu tư hay góp vốn hay tài trợ vào bất cứ cái gì, chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ, và kiến thức và tư duy và thông tin chuẩn nguồn. Còn nếu như là thông tin là thiếu này, kiến thức là thiếu này, đó, sau đó lại có cái lòng tham nữa này, thì chắc chắn lại như em Thu ngày trước là gì ạ? Chưa thành công về lần đầu tiên đấy ạ. Chưa thành công về lần đầu tiên ấy, nhưng mà cũng gì ạ? Cảm ơn cái sự không thành công đó. Đó, chưa thành công đó mà em gì ạ? Em lại tìm đến cơ hội Ulisky ngày hôm nay. Đó, cho nên ở đây là chúng ta chưa bao giờ tài trợ hay là góp vốn đầu tư vào những lĩnh vực khác ngoài kia, chưa bị gọi là vấp ngã ở ngoài kia, chưa bị mất mát ở ngoài kia, thì các anh chị hãy nhìn những cái người ví dụ đã từng trải nghiệm cái những cái đó như em Thu hoặc các anh chị khác, để chúng ta lắm luôn cơ hội Ulisky thì chúng ta sẽ gì? Không bao giờ bị gì ạ? Mất mát nữa.
đó, và có đúng lời em Thu hay không, và có thực sự tiềm năng hay không, các anh chị tự mình cảm nhận và nhận thức, đúng không ạ? Tự mình nhận thức được, cảm nhận được, chứ không phải là gì tin em Thu tuốt tuần tuột nói như nào nghe thế, chỉ tin là em Thu đang có cơ hội, xong các anh chị để tin, để các anh chị lắng nghe, để các anh chị tìm hiểu thôi. Sau đó là ra quyết định tài trợ 1 triệu cổ phần, 5 triệu cổ phần hay 10 triệu cổ phần. Lúc đó do các anh chị tìm hiểu kỹ, sau các anh chị bước đến cái phần tin. Tin, sau đó các anh chị yêu. Đấy, yêu và sau đó là các anh chị không thể rời được nó. Đó là gì ạ? Cơ hội nghìn năm có một. Đó, ở trong đây ai đã là cổ đông rồi là các anh chị biết, các cô chú biết đúng không ạ? Chúng ta đã yêu rồi, chúng ta đã tin và chúng ta yêu rồi, chúng ta mới biết được là gì ạ? Chúng ta cần gia tăng tiền tài sản như thế nào. Đó, ngày hôm nay chúng ta gì ạ? Cố gắng được 1 triệu cổ phần thì trong tương lai chúng ta có những triệu đô. Những triệu đô nha. Tối thiểu là 1 triệu đô, 1 triệu cổ phần là tối thiểu 1 triệu đô rồi. Nhưng có những triệu đô cơ. Đó. Và chúng ta biết trước rồi. Và cô chú anh chị có biết ạ, cái thằng Grab ấy, vốn hóa của nó ấy, được định giá có bằng 1/10 của tập đoàn Ulisky thôi. Mà gì ạ? Khi IPO lên sàn chứng khoán nó đã 12.7 rồi. Đã 12.7 rồi mà vốn hóa bằng 1/10 nhá. Mà trong khi đó tập đoàn của chúng ta là gì ạ? Mới định giá một phần nhỏ thôi. Chính chủ tịch đã khẳng định và nói ra, đúng không ạ? Đấy là tôi nói một phần nhỏ thôi. Nếu như tôi nói thật thì rất nhiều người hoảng sợ. Đấy. Chúng ta phải tin tưởng vào một vị lãnh đạo tuyệt vời của chúng ta, đúng không ạ? Một phần nhỏ thôi đã là 400 tỷ đô rồi, hơn 400 tỷ đô rồi. Mà cái thằng Grab nó bằng 1/10 thôi, nó có 40 tỷ đô thôi. Mà nó lên sàn nó đã là gì ạ? 12.7. Thì Ulisky của chúng ta sẽ là bao nhiêu đô? Đúng không ạ? Sẽ là bao nhiêu đô? Đấy. Quan trọng là ở cái đó cơ. Đấy, chúng ta phải biết so sánh nha. Và tìm hiểu Ulisky nhưng vẫn phải tìm hiểu cái ngoài nề, những công ty đã, những công ty công nghệ đã gì ạ? Đã từng IPO rồi. Đúng không ạ? Và các anh chị thấy không? Grab có 8 nước tham gia rồi. Có 8 nước sử dụng đến cái app Grab đó thôi. Mà nó đã gì ạ? Nó đã như thế rồi. Thế thì hỏi các anh chị, cả toàn cầu chiếm lĩnh từ 50 đến 70% thị phần toàn cầu như tập đoàn Ulisky của chúng ta, đúng không ạ? Theo chuyên gia nhận định là Ulisky là gì ạ? Khi ra ngoài thị trường sẽ chiếm từ 50 đến 70% thị phần toàn cầu. Thì các anh chị biết là nó lớn vô cùng như nào. Đúng không ạ? Nó lớn vô cùng như nào. Và chủ tịch đã nói rằng chúng ta sẽ là một mảng kinh doanh lớn nhất thế giới. Và chúng ta sẽ trở thành những cổ đông lớn nhất thế giới là như vậy đấy ạ. Một ngành giao thông mà, chứ không phải một dòng xe như Tesla hay là gì gì đấy đâu ạ. Một ngành giao thông mà cả toàn cầu hầu như là gì 50% đến 70% thị phần cơ mà. Trong 7 tỷ mấy đến 8 tỷ người đúng không ạ? Mà chiếm lĩnh này 50 đến 70% thì tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái sự chiến thắng rồi. Và cái thời gian nó rất là ngắn nữa. Bởi vậy cho nên các anh chị em hãy cho mình cái sự tìm hiểu, cho mình cái thời gian để tìm hiểu một cơ hội thay đổi cuộc sống, không những của mình, cả của con cái của mình, tương lai con cháu của mình và những người cha người mẹ của mình đang già, rất là già rồi đúng không ạ? Bản thân em Thu cũng rất là mong tức là thành công sớm thì con cái và bố mẹ của em Thu sẽ gì ạ? Sẽ được hưởng sớm hơn. Đó, nhưng mà gì ạ? Tất cả theo lộ trình. Chúng ta mong cũng không được, nhưng khi đã thành công rồi, nó đến sớm rồi, chúng ta bảo là tôi không nhận nhưng mà trong tài khoản chúng ta vẫn về. Đó, điều đó là đương nhiên rồi. Đó, quan trọng ngày hôm nay chúng ta có ra quyết định hay không mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta có ra quyết định hay không mà thôi. Đúng không ạ? Và nếu như chúng ta mà cơ hội tuyệt vời như thế mà nhiều người người ta đi trước như thế mà gì ạ, chúng ta mà không dám nữa thì thực sự chúng ta hãy chấp nhận cày cuốc để ráo mồ hôi hết tiền. Đó, chúng ta hãy chấp nhận như thế. Đấy, không trách được. Đấy, lúc đó là đừng có đổ lỗi cho ai, là chính mình thôi. Mà ngày hôm nay mình biết đến, hẳn như mình không biết đến thì không sao, đúng không ạ? Hẳn như mình không biết đến không sao, nhưng đã biết đến rồi mà mình bỏ qua là lỗi do mình chứ không phải do ai, đúng không ạ? Đó. Và hôm nay em nghe cái video của chủ tịch mà em rất là thương chủ tịch, nghẹn ngào khi chủ tịch nói một câu là
một mình tôi không làm được điều đó. Cho nên phải gì ạ? Biết ơn, cảm ơn những các cổ đông. Cảm ơn những các cổ đông đã gì ạ? Đã góp vốn, đã đồng hành, đã tài trợ thì mới gì thành công đến ngày hôm nay đấy ạ. Đó. Cho nên là ở đây là gì? Chúng ta hãy cố gắng, đúng không ạ? Cố gắng hôm nay nắm giữ được bao nhiêu cổ phần là tương lai chúng ta sẽ giàu có bấy nhiêu. Tuy nhiên, các anh chị mà lên livestream được như em Thu thì càng tốt. Và nếu như các anh chị mà không lên livestream được như em Thu thì có thể các anh chị cứ mượn livestream của em Thu để giúp cộng đồng. Các anh chị chỉ cần mượn livestream của em Thu để giúp cộng đồng thôi. Đó. Và người thân, bạn bè của các anh chị sẽ nhờ các anh chị, lúc đó các anh chị sẽ lập tài khoản giúp họ nắm giữ những gói tùy theo tài chính của họ, đúng không ạ? Đó. Và mỗi livestream là em Thu cũng có thành công hay không cũng nhờ những cánh tay chia sẻ của các anh chị. Đó. Và gì ạ? Những thả tim, thả like của quý cô chú anh chị đã gì ạ? Đồng hành cùng em Thu suốt những buổi livestream, kể cả hôm nay và những buổi livestream trước. Đấy, gần 3 tháng rồi. Đấy, gần 3 tháng rồi. Và em Thu cũng mong tất cả các anh chị là gì ạ? Hãy bớt thời gian để lan tỏa cơ hội, lên livestream lan tỏa cơ hội để giúp được nhiều người hơn. Bởi vì cơ hội nó không còn dài nữa đâu ạ. Cơ hội nó không còn dài nữa. Nên chúng ta hãy tranh thủ. Và nếu như các anh chị nào mà muốn livestream mà chưa livestream bao giờ, có thể là gì? Hỏi em là em hướng dẫn. Cứ thế là livestream thế nào cho nó quen thôi. Chúng ta cứ quen thôi. Và chúng ta hiểu như thế nào chúng ta, tức là từ chúng ta bắt đầu biết đến Ulitsky, chúng ta hiểu như nào chúng ta cứ kể chuyện thật. Cứ lên kể chuyện đây này, kể chuyện cho họ nghe, cho cộng đồng nghe. Là khi tôi đang làm nghề đi phụ hồ, tôi đang đi làm công ty, hay tôi đang đi là gì ạ? Bán những bán rau, hoặc là tôi đang đi làm bảo vệ. Nhưng khi có các anh chị em, hay là có cháu nào, hay là có em nào đấy, thì gì ạ? Tôi tò mò một chút, tôi tìm hiểu, thì đúng đây là cơ hội của tôi rồi. Đó, thì tôi nắm giữ thôi. Và bây giờ tôi hiểu giá trị, nhưng tôi chỉ có tiền, tôi chỉ có mức độ thôi, không nắm được hết. Và tôi chia sẻ cho anh em, chia sẻ cho cộng đồng. Ai biết đến, ai muốn thay đổi cuộc sống, khao khát thực sự, thì tôi hỗ trợ, là tôi chỉ là người đi trước. Tôi hỗ trợ các anh chị em, bạn bè thôi. Lên livestream chỉ nói đơn giản thế thôi các anh chị, cô chú ạ. Bởi vì mình mới mà, mình lên, mình ống kính, mình còn ngại đúng không ạ? Cứ kể câu chuyện thật của mình khi biết đến Ulitsky và hiểu Ulitsky như thế nào. Đó, cứ lên nói chuyện là tự rồi họ sẽ hiểu ra thôi. Đấy, cũng không khó gì đâu ạ. Chỉ có cái là chúng ta tất cả dễ như thế, nhưng mà gì ạ? Chỉ cần có chữ dám thôi. Bây giờ chúng ta không dám bật livestream lên thì làm sao chúng ta chia sẻ được cho ai, đúng không ạ? Đấy, quan trọng chúng ta dám. Ví dụ lúc đầu em Thu mà không dám lên livestream thì ngày hôm nay em Thu làm gì nói chuyện được nhiều như thế, đúng không ạ? Phải dám bật lên livestream. Đấy, dám là đối diện với cái màn hình. Đấy, chỉ có mình với mình thôi mà mình không dám, đúng không ạ? Có thể các anh chị mà lúc đầu ngại, anh chị có thể là để cái chế độ một mình tôi thôi, đúng không ạ? Một mình tôi là các anh chị nói xem nó có đúng như thế đã được chưa, xong mình nghe lại. Đấy, nếu mà mình sợ là mình lên livestream nó lố bịch hay nó có gì đó thì mình cứ làm cái việc đó trước. Đấy, một hai lần thôi, hay vài ba lần thôi, xong là bắt đầu chúng ta là gì ạ? Hỏi những người ví dụ như em Thu là livestream như thế nào. Đấy, thì em sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng giúp các anh chị để giúp cộng đồng. Tóm lại là em muốn giúp cộng đồng. Đấy, các anh chị lan tỏa nhiều thì cộng đồng biết đến nhiều. Đó. Và nếu như các anh chị mà chưa sắp xếp được lên livestream, các anh chị có thể là mượn livestream của em Thu. Là gì ạ? Chia sẻ livestream của em Thu, hoặc tag tên những người bạn mà mình muốn chia sẻ vào livestream của em Thu. Vậy thôi. Đó, chả có cái gì khác đâu ạ. Mình không làm được thì điều đó thì có thể là mình mượn đòn bẩy của người khác là chuyện bình thường mà. Người thành công ấy là luôn luôn người ta dùng đòn bẩy người khác. Người ta dùng nhiều đòn bẩy là người ta càng thành công sớm và thành công lớn hơn. Đó, thực sự là như vậy. Đúng không ạ? Và như bây giờ nếu như một mình em Thu nói chuyện, một mình em Thu chia sẻ thì có thể là ít người biết đến. Nhưng em dùng đòn bẩy, tức là các cô chú anh chị chia sẻ, đúng không ạ? Chia sẻ livestream cho em để chắc chắn là sẽ nhiều người biết đến. Đó là cũng một cái cách dùng đòn bẩy để nhiều người biết đến cái công nghệ này đấy ạ. Đó. Cho nên ở đây là gì? Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa, cùng nhau giúp cộng đồng. Đó, để biết đến công nghệ và được đồng sở hữu cái công nghệ mới là tuyệt vời. Còn sau này chúng ta thành công rồi, em Thu và các anh chị đã là cổ đông rồi, khi chúng ta đón chào ấy, cái giây phút rung chuông vàng ấy, IPO đấy ạ, thì cũng là giây phút của các anh chị em ngày hôm nay biết đến mà không nắm giữ. Cũng gọi là ngày các anh chị mà ngày hôm nay biết đến, không nắm giữ
là khi chúng ta nhận được cái thành công đó thì họ cũng là cái giây phút họ đánh mất cái thành công đó. Đó, cho nên là gì ạ? Các anh chị chưa có cổ phần hãy nhanh chóng tìm hiểu đi. Đó, cơ hội nghiêm túc, và nếu không nghiêm túc thì không có cơ hội Ulika trong tay đâu. Chúng ta cần phải nghiêm túc. Lắng nghe những người đi trước, đúng không ạ? Lắng nghe những người đi trước chia sẻ là chúng ta sẽ có cơ hội này. Còn nếu không ấy, chúng ta là cứ hời hợt thì đương nhiên là chúng ta sẽ không gì ạ, không có sự nghiêm túc. Thì chúng ta đã tìm hiểu hời hợt thì cái sự tìm hiểu hời hợt đó sẽ trả lại cho các anh chị kết quả thôi. Đó. Và bây giờ cũng rất là muộn rồi. Em Thu hôm nay chia sẻ chỉ đến đây thôi, và em Thu cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng em Thu suốt buổi livestream đã thành công đến như thế, thì em Thu cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị nhé. Và em chúc quý cô chú anh chị ngày tối hôm nay là thứ bảy đúng không ạ? Một buổi tối vui vẻ và gì có giấc ngủ ngon. Ngày mai chúng ta lại có một ngày chủ nhật. Các anh chị mà làm công nhân có thể mai là cũng được nghỉ đúng không ạ? Chúng ta có một buổi chủ nhật vui chơi với chồng, với con, với vợ, với con. Đấy, và bây giờ em xin xuống like và hẹn quý cô chú anh chị 21 giờ 15 phút ngày mai. Và em xin chào và tạm biệt ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.